cảm ơn đồn ho nha. Chia sĩ like giúp em nào mấy chị ơi. Chia sĩ like nha. Hello dịch vụ Ruby. Ai đang xem chấm bài giùm em mấy chị ơi. Chấm bài chia sĩ like giúp em nha. Hello chị Võ Thúy nghe nè. Chia sĩ like giùm em nha mấy chị ơi. Chia sĩ like giùm em nha. Quần nha mấy chị ơi, quần rim với lại quần quần này, quần đó thì luôn. Quần mà nó có tặng kèm túi như thế này cho mình nè mấy chị ơi. Rồi chia sẻ like nhiệt tình giùm em nha. Quần sọc rim 60kg là em chưa có hàng giùm VIP ơi, chưa có. Quần em mang có size S à. Rồi chia sẻ like giùm em nha mấy chị ơi, chia sẻ like giùm em nè. Bao nhiêu hàng cái hàng này mấy chị ơi, tại vì hàng áo đế này người ta đang bán rất là nhiều luôn, nhưng mà có rất nhiều loại vải khác nhau. Và bên em là em chỉ lên hàng áo đế, là hàng này là vải len dệt kim, vải len dệt kim nha mấy chị ơi. Đó, vải len dệt kim giùm em nha. Áo như thế này này rất là đẹp luôn mấy chị ơi. Hàng của em là em nhập hàng len dệt kim nha, hàng Quảng Châu. Em lên đúng hàng của nó nha mấy chị ơi. Giá là 85.000 một áo nha. Đó, còn mấy chị mua mà mua những cái áo mà người ta bán 65-75.000 là không phải là hàng nhà em nha mấy chị ơi, không phải. Áo đá giá 85.000 nha mấy chị ơi. Đó, bên em là chuẩn hàng. Vải của nó là vải len dệt kim rất là co giãn, từ 40 đến 57 58 kg là mang vừa giùm em áo này luôn. Rồi 85.000 một áo, cái này em bao giá nha mấy chị ơi. Đúng hàng nhà em là phải hàng len dệt kim và đính đế như thế này, hàng Quảng Châu nha mấy chị. Còn mấy chị mua những cái chỗ khác nó bán 65-75 mà hàng thun là không phải nha. Chị Jenny Trầm hai áo nè, cho em địa chỉ số điện thoại nha chị. Giá 85.000, 85.000 đây như thế này nha mấy chị ơi. Đẹp lắm luôn, chuẩn hàng nha. 85.000 em chỉ lên đúng hàng thôi nha mấy chị ơi. Bữa trước là những cái hàng thun này nọ người ta chào hàng em rất là nhiều mà em không nhập, tại em đợi đúng hàng của nó mà giá cực kỳ rẻ nha mấy chị nha. Jenny Trầm có thông tin rồi này mà chị. Jenny Trầm hai cái nè, đốc tường một áo. Chị đốc tường một áo, chia sẻ like giùm em nha mấy chị ơi. Đốc tường Ly Mai Lơ một cái nha mấy chị ơi. Thanh Vy áo đá dùng luôn à. Thanh Vy này, chị Hân Ni Nguyễn áo đá, chị Hân Ni Nguyễn hàng Quảng Châu mấy chị yên tâm nha. Thái Thị Dung, chị Kim Vy Nguyễn này. Rồi em còn hai cái cuối cùng hết hàng, chị nào lấy thì chốt liền giùm em luôn nha. Lại không về hàng nữa mấy chị ơi, một đợt duy nhất nha. Áo này một đợt duy nhất giùm em nha mấy chị ơi. Áo form bình thường nha chị Băng Đinh ơi, form bình thường giùm em nha. Quần đang mặc chỉ có size S thôi, giá 95.000 size S thôi nha. Áo đá em còn đúng hai cái cuối cùng là hết hàng luôn mấy chị ơi. Ai lấy thì chốt nhanh tay giùm em nha, chuẩn hàng của nó nha mấy chị ơi, chuẩn hàng luôn. Giá là em lấy hai cái, ok heo xin hai cái đúng không? Một mình heo xin hai cái đúng không? Này heo xin lấy một cái hay sao, là tại vì Ly Mai Lơ là lấy rồi nha. Heo xin một cái trước này. Chị Băng Đinh một cái. Rồi em hết hàng áo đá nha mấy chị ơi. Hết hàng áo đá. Rồi cái quần này rất là hot luôn. Hàng Quảng Châu giùm em. Quần này bao hot bao xịn cho mấy chị luôn. Hiêu Sinh lấy hai cái luôn hả em? Hiêu Sinh lấy hai cái là chị Băng Đinh không có rồi. 57-58kg lại men vừa. Hiêu Sinh lấy hai cái là chị Băng Đinh không có nha chị Băng Đinh ơi. Băng Đinh chưa có hàng nha chị. Rồi cái quần này mấy chị ơi, quần chất Umi nè mấy chị ơi, rất là xịn, rất là đẹp luôn. Quần này giùm em nha. Hiêu Sinh ơi, là cuối cùng em chốt mấy cái béo rõ giùm chị nha. Rồi Hiêu Sinh một cái là chị Băng Đinh có nha chị. Hiêu Sinh một cái là chị Băng Đinh có áo nha chị Băng Đinh ơi. Rồi cái quần này mấy chị ơi, quần này đang rất là hot hit luôn. Bên em là
chủng hàng nha mấy chị ơi, vải này nhận hàng ưng ý liền luôn, chất rất là dày dặn, rất là mịn, rất là mát giùm em luôn, về đó là có size, về tặng kèm túi giấy như thế này giùm em nha. Một cái quần nó sẽ tặng kèm một cái túi giấy như thế này cho mấy chị luôn, đẹp cực kỳ. Một cái quần nó sẽ tặng kèm một cái túi giấy như thế này cho mấy chị nha. Túi giấy này em sẽ bỏ riêng, túi giấy này em sẽ bỏ riêng nha mấy chị ơi, tại vì vận chuyển về cho nó lại xếp sẵn như thế này. Chị nhỏ thiên chưa có áo nha chị ơi, áo em hết hàng rồi nha. Rồi quần mấy chị ơi, chất yumi umi á mấy chị ơi, người ta kêu umi rồi đó, là chất quần của cái quần này đó, rất là đẹp luôn nha. Vải của nó là mịn mát dày dặn, mát lắm luôn, cầm lên rất là thích luôn mấy chị ơi, rất là mát luôn nha. Đó, quần này giùm em tặng kèm một cái túi như thế này nha mấy chị ơi, giá là 101 một quần, 101 một quần, heo xinh là gộp đơn với lại mali. Ok chị, quẹo quần này em có size nha, mi đem hết quần này lên chưa, có size M, L, có size S không ta, size M, size L, size XL, quần này có size luôn mấy chị ơi, siêu đẹp giùm em nha, tặng kèm túi cái quần này, đây bán bán giá rất là cao luôn. Quần rin ống re là không có về hàng lại nha chị Phương Thúy Ngô ơi, em đang về quần rin chất siêu siêu co giãn luôn, em mang hết rồi Duyên Duyên ơi. Quần em mặc quần rin em về hàng, quần rin là chất siêu co giãn luôn mấy chị. Quần này nha, để em coi có size gì, size M nè, size L nè, chất rất là xịn, size XL, M, L, XL, giá 101 một quần. Quần xong mặc luôn, để em coi, để Duyên Duyên, để tí hồi em coi còn máy nha. 1XL, địa chỉ inbox qua giùm em liền nha chị ơi. 48kg gì mặc size M ấy chị, 48kg mà kêu bao nhiêu. Quần co giãn em có size M, L, XL. Chị Ly seller một cái size XL nè. Quần đẹp lắm á chị ơi, tặng kèm một cái túi như thế này giùm em nha. Chị Ly mai, chị gì? Chị Ly seller này nhớ nhắn địa chỉ qua giúp em nha chị ơi. M, L, XL nha mấy chị. Cho em một cái tới lấy chị Trâm Nguyễn lấy size gì? Trâm Nguyễn 60kg lấy size XL nha. Trâm Nguyễn ghé lấy size XL nè. XL Trâm Nguyễn ghé. Áo đá em hết nha mấy chị ơi. Tại vì áo đá rất là ít luôn mà em phải chia hàng khách sĩ trước rồi nên em còn đúng 1 ri à. Đúng 1 ri 10 cái à. Áo đá hết rồi nha mấy chị ơi. Quần đang mặc cái Duyên Duyên. Quần em có size M, size L, 57kg gì chị VB lấy size L nha chị. Chị VB size L nè. M, L. M là nhỏ nhất nha mấy chị ơi. M, L giùm em nha. M, L, XL rồi chị nào lấy quần chốt em quần. Chốt em quần kèm size nha. Quần đây mấy chị ơi, 101 một quần. Chất u mì nè, đẹp cực kỳ luôn, lưng lại lưng cao nha mấy chị ơi. Lưng mấy chị nhìn cái lưng quần là đẻ không? Lưng siêu cao cho mình luôn. Và có hai túi phía sau giùm em. Hai túi phía sau giùm em luôn. Đùi mặt chỉ có size S thôi mấy chị ơi. Chất siêu đẹp giùm em nha, giá 101 một quần. Chị nào săn hàng là biết cái quần này rồi nha. Giá 101 một quần giùm em, tặng kèm cái bọc như thế này cho mình luôn. Quần 101 nha mấy chị ơi. Chị Thúy Hằng size XL lên địa chỉ giùm em luôn Thúy Hằng ơi. Thúy Hằng size XL lên địa chỉ giùm em luôn nha. Thúy Hằng size XL. Thôi chị cái đây size gì đi. 101 một quần siêu đẹp giùm em nha mấy chị ơi. M, L, XL. Cái này size gì luôn em. Chất u mì á mấy chị ạ. Khoan mì size XL nè em. Size XL cho fan Mỹ XL. 101 mấy chị ơi, quần này em có rất là ít luôn nha. Quần co giãn, giá 101 một quần. Quần này là siêu co giãn rồi, co giãn chất dày dặn cực kỳ luôn nha. Bỏ chỗ này cũng được không em. Size L chị Trân Châu, size L quần đây nha mấy chị ơi. 101 một quần, chất rất là dày dặn, mát lạnh luôn mấy chị ơi. Mát lạnh luôn nha, mày rất là dày dặn luôn nha. Tặng kèm một cái túi giấy. Chị Trân Châu size L. Chị Trân Châu san lờ nè em. Cho chị cái quần dài. Chị Ruby Nguyễn chị lấy size gì? Ruby Nguyễn lấy san lờ nha chị. Ruby Nguyễn san lờ nè. Chị Ruby Nguyễn san lờ.
Chị Ruby Nguyễn mặc size L nha chị. Rồi ML, XL mấy chị ơi. Không lấy lại tiếp. Quần của nó là tặng kèm một cái túi như thế này cho mình nha. Túi nè. Quần này rất là đang rất là hot luôn mấy chị ơi. Áo trắng em hết rồi nha chị. Ngày mai là bên em nghỉ nha mấy chị ơi. Ngày mai, ngày mốt là bên em nghỉ. Thứ ba mới bán lại luôn. Cho nên là mấy chị tranh thủ ghé ngày hôm nay nha. Còn không thì chiều em gửi shipper luôn. Chứ tại vì sợ nhiều khi mấy chị còn hàng trong ngày chủ nhật, trong ngày thứ hai là em không có trong Nha Trang, là không có gửi hàng mấy chị được nha. Ngày mai chủ nhật nào với lại ngày thứ hai là bên em nghỉ nha mấy chị ơi. Thứ ba bán lại bình thường. Thì nhớ bỏ mấy cái mọc vô nè em. Cẩn thận cái mọc nó rách đó nha. Hả? Thúy Hằng lên địa chỉ giùm em luôn nha. Thúy Hằng ơi, em mang hết rồi nha mấy chị ơi. Thúy Hằng cho em địa chỉ luôn nha chị. Ủa có rồi hả? Em ghi chưa? Chưa thì lấy cái sấy L ghi. XL chị Thúy Hằng. Rồi quần ai lấy nó chốt giùm em nha mấy chị ơi. Quần giá 101 giùm em nè. Chất rất là xịn luôn. Hàng xịn cực kỳ luôn nha. Cái này lên đúng form cực kỳ luôn mấy chị ơi. Lưng siêu keo giùm em nha. Quần rin dài, hôm nay em có quần rin dài, quần rin chính tóc luôn nha mấy chị ơi. Rồi ai lấy chốt giùm em nha. Size lớn 5 mặt vừa không? Năm mặt size XL vừa. Quần em còn mấy cái à, ai lấy thì nhanh tay chốt em nha mấy chị ơi. Quần sơ ít chị My, nãy em soạn bỏ riêng rồi hả? Chị nào lấy quần nữa chốt giùm em nè mấy chị ơi. Rin đùi không có nha mấy chị ơi. Rin đùi em chưa có hàng nha. Rin đùi chưa có hàng đâu. Em giờ quần dài trước. Ok chị Ruby Nguyễn cái size XL em. L luôn rồi chị. Ủa cái dưới này là size L nè. Cho chị Ruby Nguyễn size L em. Quần ôm nha mấy chị ơi, quần ôm 56 ký 62 mặt size L giùm em nha chị Thủy Tiên ơi. Quần này em còn rất là ít nha. Ai bán thì chốt liền giùm em nè. Quần siêu đẹp giùm em luôn, lên form rất là đúng form luôn nha mấy chị ơi. Giá nó 101 một quần. Giá 101 một quần giùm em nha. Chị nào lấy thì chốt giùm em que mẫu nè. Rất là đẹp luôn mấy chị ơi. Áo mặc hết rồi nha mấy chị. Áo mặc hết rồi nha. Lớn luôn nha. Dạ rồi. Mét 50 43 kg bụng hơi to, men size gì chị? 43 kg bụng mét 50 men size M nha chị ơi. Hình xương ơi, men size M giùm em nha. Còn muốn thoải mái thì em lấy size L cho chị. Rồi chị nào lấy quần nữa chốt liền giùm em nha. Quần 101, chất này nhận hàng ưng ý liền luôn. Size lớn luôn. Ok gì liên kim nè. L của chị Thủy Tiên L 101 size L chị Thủy Tiên. Bọt nào đó lát bỏ riêng sau cũng được. Bỏ kèm cái quần em đã quên. Quần rin chính tóc có luôn nha chị Phạm Nhàn ơi. Áo em mang hết rồi nha mấy chị. Áo em mang hết rồi. Rồi quần ai lấy nó chốt em nha. Quần còn size M với size L. Quần còn size M với size L. Duyên này ốm đúng không? Chị Huỳnh Sương ơi, chị lấy size gì chị Huỳnh Sương ơi? Huỳnh Sương hồi nãy Huỳnh Sương rồi lấy size. Chị cho em địa chỉ số điện thoại nha chị Huỳnh Sương ơi. Huỳnh Sương cho em địa chỉ với số điện thoại luôn. Duyên duyên một cái nè em. Chị Huỳnh Sương một cái luôn. Huỳnh Sương một cái nè. Ok chị Huỳnh Sương nha chị ơi. Rồi quần này em chỉ còn size M thôi nha. Ai lấy thì chốt giùm em. Quần chỉ còn size M. Quần không, quần này dạng quần ôm á nha chị. Nó không phải là ôm giống như quần legging đâu. Nó là dạng như quần mặc lên rất là đúng form. Đẹp cực kỳ luôn nha. Quần đùi kiểu khác không có nha chị ơi. Rồi em que mẫu nha mấy chị ơi. Em que mẫu nè. Em lên quần rin nha mấy chị ơi. Quần rin giùm em nha. Quần rin. Quần rin hàng này là hàng chuẩn size nha mấy chị ơi. Vải là siêu siêu co giãn giùm em. Hàng quần xuất khẩu nha mấy chị. Hàng quần xuất khẩu. Vải rất là co giãn luôn nha mấy chị ơi. Em có trơn, có rách, có đủ kiểu hết luôn. Quần này là beo co giãn luôn nha mấy chị ơi. Có đủ có size S, M, L, B size. Quần này quần chính tóc. Em lên quần chính tóc trước nha. S, M, L, B size mấy chị ơi. S, M, L, B size giùm em nha. Rồi quần rin giùm em giá 165.000 một quần. 165.000 một quần. Em có đủ size S, M, L, có rất là nhiều loại luôn nha mấy chị ơi. Quần rin có nhiều kiểu.
Rồi chị nào thích cái kiểu rách rách về thêu thì lấy mẫu này giùm em nha. Thêu về đính đế luôn nè, chính tất giùm em. Có đủ size S, M, L. Vải là bao co giãn, cái này là hàng siêu co giãn luôn nha mấy chị ơi. Nó rất là chuẩn size luôn, hàng này là hàng xuất khẩu. Chị nào lấy thì chốt em size nha. Mình mang size gì mình lấy size đó, chuẩn size giùm em nha. Em hết rồi. My là lấy gì để đằng khác là thay ra. Rồi quần jean này em có size luôn nha mấy chị ơi. Quần jean là quần jean thêu nè. Size L bụng cỡ bao nhiêu vậy? Cái này á thoải mái lắm luôn nha mấy chị ơi. L chị Trần Khánh Hòa nè. Mình mang size gì mà lấy size đó nè. Quần đây rất là chuẩn size. Cái này là hàng xuất khẩu nha mấy chị ơi. Hàng xuất khẩu mấy chị yên tâm nha. Size nó thoải mái cực kỳ và rất chất là rất là co giãn giùm em luôn nha. Rất là co giãn luôn. Cực kỳ co giãn giùm em nha mấy chị ơi. Rồi chị Trần Khánh Hòa size L nè. Chị thường mặc size gì thì lấy size đó giùm em nha. Em còn size S với size M, chốt size giùm em mấy chị ơi. Quần jean trơn em có luôn. Chị coi giùm em thử 1m53 nặng 44 kg, mặc size gì lâu. Mặc size S nha Bi Quyên ơi, cái này em chỉ mang size S thôi nha. Chất rất là co giãn luôn. Mang size S nha em ơi. Chị Vicky Nguyễn 51 kg, size gì chị Vicky Nguyễn? Không, Vicky Nguyễn chắc chị mang khoảng size M á chị. Không luôn mi. Khoảng size M á nha chị ơi. Rồi ai lấy cái này chốt em size nè. Quần không rách đợi em một tí nha, 165 ngàn. Em bao giá hàng này luôn nha mấy chị ơi. Cái này là hàng xuất khẩu dùm em nha. Đồ chị để chị ý lấy luôn. Ok, giờ Trần Khánh Hòa. Đó, quần này là quần chính tất dùm em mấy chị. Nhận hàng chị này mà sành đồ á. Mấy chị mà thường mua quần riêng trong shop, người ta bán 300 mấy một quần á, là mấy chị nhìn nữa chị biết nha. Chất này siêu siêu co giãn dùm em luôn. Em còn size S với lại size M. Em hết size L nha. Mẫu này còn S với M 62 kg, mấy 67 mang size L nha chị. Ly xe lên. Rồi chị Bích Kim Nguyễn lấy cái size M nha chị. Cái này co giãn nha Bi Quyên ơi, co giãn lắm luôn. Co giãn cực kỳ. Chị Bích Kim Nguyễn size M nè em. Rồi em còn cái size S nha, ai lấy chốt giùm em size S. 165 ngàn, mẫu này em còn cái size S cuối cùng. Rồi đẹp lắm luôn mấy chị ơi, quần này nó co giãn cực kỳ luôn. Mong 88 mặc size S nha, cái này chính tất. Em hết size L nha, còn một cái size S cuối cùng. 165 ngàn, cái này em bao giá luôn á chị ơi. Em nhập là em nhập trực tiếp luôn, không có quay trung gian nên là giá siêu rẻ cho mấy chị luôn nha. Mấy em bé rất là xét giá. Quần này mấy chị nhìn cái chất của nó nè, siêu co giãn luôn. Cái này hàng xuất khẩu nha mấy chị ơi, hàng xuất khẩu. Mua là yên tâm luôn. Nó co giãn cực kỳ, mặc cho cái chất rất là thoải mái luôn nha. Rồi em còn cái size S cuối cùng. A lấy chút em mẫu này size S nha. Để cầu quần rinh lên đi. Rồi Bi Quyên size S nè. Bi Quyên size S 165. Em ở gần Bến Xe phía Bắc Nha Trang nha mấy chị ơi. Quần đang mặc là 95 ngàn và chỉ có size S thôi nha chị. Quần đang mặc là giá 95 ngàn và chỉ có size S thôi nha. Em đang mang size S. Rồi cái này là quần dài. Quần dài giùm em nha. Trời ơi vải xuất sắc lắm luôn mấy chị ơi. 165 giùm em nha. 50 kg, mét 50, mặc size M nha chị. Áo em mặc hết rồi nha. Quần em mặc chỉ có size S thôi. Mấy chị ơi nhìn cái quần nào, quần này quần dài giùm em nha. 165 ngàn, bao giá luôn nha mấy chị ơi. Cực kỳ rẻ cho mình luôn. Chất là siêu co giãn mấy chị ơi. Siêu co giãn giùm em nha. Cái này là quần dài. Chốt giùm em mã số 2 kèm size S, M, L, B size. Cái này chốt mã 2 kèm size giùm em nha. Nói chung chị này mà sành đồ là nhìn vải là biết. Chị này mà sành quần rinh nó nhìn là biết nha. 165 giùm em nha. Quần đang mặc là giá 95 ngàn nha chị ơi. Chị Út Ráng ơi, quần em mặc giá 95 và chỉ có size S thôi nha chị. Rồi cái này chốt em mã số 2 kèm size S, M, L, B size. Quần này nó xước nhẹ nha mấy chị ơi. Quần này xước nhẹ giùm em nha, xước nhẹ. Hàng này là hàng xuất khẩu mấy chị ơi, rất là đẹp luôn nha. Xám khói có luôn nha chị Trân Châu ơi. Nhưng mà quần riêng có rất là ít nha, quần riêng không có nhiều. Ít cực kỳ luôn. Hàng này lâu lâu mới có mấy chị. 165 chốt em mã 2 kìm màu. Chị áo dài Thu Hiền nè. Khách mới đúng không mi? Cho em địa chỉ luôn nha chị áo dài Thu Hiền ơi. Mã 2 size L của Ly Mai Lê. Mã 2 size L của Ly Mai Lê nè. Áo em hết rồi nha. Quần dài lưng keo không chị ơi? Lưng của nó là không phải keo quá, cũng không phải là lưng thấp. Lưng gì ta? Gọi là lưng gì đó, lưng thấp không phải nha, lưng vừa phải nha mấy chị ơi, lưng vừa phải rất là đẹp luôn nha. Rồi mẹ hai em còn size S với size M. Em hết size L nha mấy chị ơi. Chốt liền giùm em mẹ số 2 kèm size. Sao nhiều chị mặc size L vậy ta?
hết size L, em chỉ còn size S với lại size M nha. Mẻ 2 còn size S với size M. Quần jean rất là ít luôn mấy chị ơi. Rất là đẹp luôn nha, 165.000, chất siêu co giãn giùm em. Trời, em đang cầm cái size M nè mấy chị ơi. Rất là co giãn luôn nha, quần co giãn cực kỳ. Không có màu đen trơn nha chị, nó có màu đen đen đậm thôi. Cái này chốt em mẻ 2 còn size S với size M mấy chị ơi. Còn S với M giùm em nha, còn S với M. Ai lấy chốt em mẻ 2. Mẻ 2 size S với size M 2 size nha. S với M 2 size 52kg 1m65. 52kg 1m65 là mang vừa size S luôn á, nhưng mà em muốn mang size M thì lấy size M cho thoải mái luôn nha. Em M vẫn vừa luôn á. Rồi chia sẻ like giùm em nha mấy chị ơi, chia sẻ like giùm em qua mẫu tiếp nè. Để em thay cái này ra đã. Chị áo dài Thu Hiền có không kìa. Mẻ số 2 size M cho Thái Thị Dung nè. Mẻ số 2 size M Thái Thị Dung. Rồi mẻ số 2 em còn size X nha. Ai lấy chút mẻ 2 size X giùm em. Giá 165.000 mấy chị ơi. Rồi cho chị 1-2 cọc quần riêng lên nữa nha. Rồi mẻ số 2 em còn size S. Rồi lấy chút em mẻ số 2 size S nha mấy chị ơi. Mẻ 2 size S. Quần riêng có rất là ít nha mấy chị ơi. Không có nhiều. Chia sẻ like giùm em nha. Trời ơi đẹp cực kỳ. Đây mấy chị ơi. Thêu nha. Phần dưới là thêu luôn. Phải là siêu co giãn mấy chị ơi, co giãn cực kỳ là co giãn giùm em luôn nha. Rồi này chốt em mẻ số B kèm size. Mẻ số B kèm size giùm em mấy chị ơi. Chất là siêu co giãn mấy chị yên tâm nha. Hàng nè, bao đẹp cho mình luôn. Mẻ số B kèm size giùm em S, M, L, B size nha mấy chị ơi. Size S, size M với lại size L, B size giùm em nha. Ai lấy chốt em mẻ số B kèm size. Số B kèm size giá 165.000 mấy chị ơi. Số B size L chị Binh em nè, chị em địa chỉ số điện thoại chị ơi. Binh em cho em địa chỉ số điện thoại nha chị. Lên địa chỉ số điện thoại giùm em chị ơi. Rồi chốt em mẻ số B kèm size liền mấy chị ơi. S and M. Còn S với M 2 size nha. Còn quần sóc to không, quần sọt có hả chị? Quần sọt em còn một mẫu, đợi em xíu nha. Rồi mẻ số B size S của Thu Thảo nè. Số B size S của Thu Thảo. Co giãn cực kỳ mấy chị yên tâm nha. Quần này hàng này hàng xuất khẩu, em nhập hàng này chuẩn xa lắm và chất siêu co giãn luôn. 51kg mét 51 size gì chị? 51 chị thuộc mặt size gì chị? Thôi lấy size L cho chắc thôi chị, tại vì 51kg đồng mét 51 nè. Số B size M cho Gigi nè. Gigi này buổi giờ đúng không em? Chị đưa xe lại nha em. Số B size M cho Gigi nè. B size M cho Gigi. Em quay mẫu nha mấy chị ơi. Chị Binh em lên địa chỉ số điện thoại nha chị ơi. L còn không? Trâm Nguyễn của em, Trâm Nguyễn không giấu mẹ B size L. Đi lên. Bốn tám ký mà chị kêu bao nhiêu vậy Nhỏ Thiên ơi? Nhỏ Thiên kêu bao nhiêu chị? Rồi đẹp vơ luôn mấy chị ơi, trơn nè. Vải mấy chị nhìn em kéo nè. Vải rất rất là co giãn luôn. Giá 165.000 bao giá luôn nha mấy chị ơi. Bao giá luôn nha. 52kg kê bao nhiêu chị? Ủa bỏ Thiên Gia Huy là bè Gia Huy á hả? Mặt size M ơi Gia Huy ơi. Rồi cái này chốt em mẹ số 4 kèm size mấy chị ơi. Mẹ 4 kèm size. Số 3 em hết rồi nha. Cái này chốt em mẹ 4 kèm size. Mấy chị nhìn cái quần nè mấy chị ơi. 165.000 hàng xuất khẩu. Cái này em bao giá mấy chị luôn nha. Bao đẹp luôn. Rất là rẻ và vả siêu co giãn luôn mấy chị ơi. Rất là co giãn luôn nha. 48kg mét 52 mặt size M ơi chị. Đúng rồi nha chị Binh em ơi. Rồi cái này chốt giùm em nha. S, M, L, B size chốt em mẹ 4 kìm size. Ti Na Phạm này là khách mới đúng không? Chị Ti Na Phạm lên địa chỉ số điện thoại giùm em chị ơi. Đúng rồi nha Gigi. Cái cầm là 9 tấc. Dài á chị ơi, dài nha. Em 1m58 là em đo hình dài á. Chị nào cao hơn em thì mặt thành 9 tấc. Ti Na Phạm nè, mẹ số 4 size S. Lên địa chỉ số điện thoại giùm em chị ơi. 4 size S cho Ti Na Phạm nè em.
bốn size M của Gia Huy Võ Thiên, Gia Huy bạn chị đúng không, chụp EVT là hết em chị Nhân My. Gia Huy size M, Gia Huy size M nè, mới vô dân dân. Có cái nào lưng keo chuyện cá nheo kêu dân dân, gửi chung với Gia Huy, Ti Na Phạm là mở chung đơn với Gia Huy đó nha em. Rồi em còn size L nha quý chị ơi, 165.000 nha chị Đô Lê Phan ơi. Quần sóc to, quần sọt em hết rồi nha chị, hết quần sọt rồi. Cái này em còn dài, giá 165 vải siêu co giãn luôn mấy chị ơi. Mấy cái này lưng keo mà mấy chị. Áo đế em hết rồi nha chị Mickey ơi. Có cái nào lưng keo mà dài không chị? Em kêu mít 69. Mít 69 luôn à. Rồi cái này chốt em mẹ số 4 size L. Số 4 còn size L chị Hồng ơi, em còn size L mẹ 4 nè chị Hồng ơi. Trời ơi, vải co giãn cực kỳ luôn nha mấy chị ơi. Vải siêu co giãn luôn, mặc rất là thích luôn á. Lâu lâu mới có quần rin mà chốt nó co giãn cực kỳ mạnh như thế này luôn mấy chị ơi. Giá 165 beo giá luôn nha. Ai lấy chốt liền giùm em nè. Mẹ số 4 size L. Mẹ số 4 em còn size L. Đẹp xuất sắc luôn mấy chị ơi. Cái này không lấy là tiếc nha. Mẹ số 4 em còn size L. Chị nào lấy chốt em mẹ 4 size L nha. Mẹ 4 size L. Mẹ 4 size L nha mấy chị ơi. 4 size L. Mẹ rất là đẹp luôn á. Phải là siêu co giãn luôn. Mẫu nào cũng rất là co giãn nha mấy chị ơi. Rồi cái này chốt giùm em nha mấy chị ơi. Mẹ số 5 kèm size SMLB size. Chốt em mẹ 5 kèm size nha. L mẹ 4 chị Hiền Nguyễn là đẹp lắm chị Hiền ơi. Quần đẹp lắm chị Hiền. Chị Hiền Nguyễn này em mẹ số 4 size L. Rồi này chốt em mẹ số 5 kìm size nha mấy chị ơi. Chia sẻ like nhiệt tình giùm em nè. Quần rin lâu lâu mới có một đợt mấy chị ơi. Chốt vải siêu co giãn luôn. Giá 165.000. Chốt giùm em mẹ số 5 kìm size nha. Cái này màu đậm và nó xước. Xước nha mấy chị ơi. Xước nè. Hàng rất là đẹp, rất là xịn luôn nha. Giá 165.000. Cái này chốt giùm em mẹ số 5 kìm size SMLB size. Mẹ số 5 size L chị Hò Trần này. Hò Trần đơn lâu chị không ghé lấy đúng không? Nhưng mà có địa chỉ số điện thoại không? Chị Hò Trần ơi, chiều nay em gửi đơn cho chị nha. Chứ tại vì chị có đơn mà thấy lâu chị không ghé. Thảo Ruby mẹ 5 size L. Cho địa chỉ luôn nha Thảo ơi. Mẹ số 5 size L có màu đen không? Em có màu đen mà màu đen nó không phải là đen tuyền đâu mấy chị ơi. Nó có dạng từ từ, đợi em tí em lên màu luôn. Màu nào đẹp để chị nha, chút ok dân dân nè. Like xong là chiều nay là em gửi hàng luôn nha mấy chị ơi. Rồi cái này chốt em mẹ số 5 kìm size chị Trang Hè hả? Chị Trang Hè mặc size L hả chị? Đúng không? Trang Hè thường thường mua đồ size L hả em? Chị lên chiều cao con nặng chị Trang Hè lại giùm em nha. Rồi quần này chốt em mẹ số 5 kìm size mấy chị ơi. Chia sẻ like nhiệt tình giùm em nha. Mẫu này chốt em mẹ số 5 kìm size. Mẹ 5 kìm size giùm em nha. Trời đẹp xuất sắc luôn mấy chị ơi. Cái này nó là nó dạng xước giùm em nha. Xước mẹ số 5 kìm size nha. Số 5 này em có size, còn size S với lại size M 2 size. S với M 2 size thì cứ ghi đi em đi. Rồi S với M 2 size giùm em nha. Mẹ số 5 còn size S với size M 2 size. Mẹ 5 còn S với M 2 size. Mấy cái quần này mấy chị không mua là tiếc luôn. Chất nó rất là co giãn nha. Cho chị S cộng đây. Màu đen ơi. Nó là size SML nha chị Huyền Nguyễn ơi. Em chạy size SML nha chị, chứ không có chạy size 25 hay gì 26 27 28 29 30. Cái này là chạy size SML nha chị Huyền ơi. Chị Trang Hè 55 kg, 1m59, chị thường mặc quần size gì chị? 29 là mặc size L mấy chị ơi. 28 29 là đâu, 28 là khoảng size M chứ đúng không? Đúng không em? Tại quần này hàng đã làm chuẩn size lắm, SMLB size giùm em nha. Rồi này chúng em mẹ số 6 kèm size. Quần nó co giãn cực kỳ luôn nha mấy chị ơi. Co giãn cực kỳ luôn. Nói chung mình thường mặc đồ size gì mình chốt size đó giùm em nha. Nhiều khi người thì cũng số ký đó mà vòng B nó to rồi vòng eo nó nhỏ. Hoặc là vòng eo nó to mà vòng B nó nhỏ, đủ kiểu hết luôn nè. Cho nên là mình thường mặc size gì mình lấy size đó giùm em nha. Và hàng này là hàng chuẩn size. Vải rất là co giãn luôn mấy chị ơi. Đó, như đã nhiều khi người mấy chị, nhiều khi em chưa gặp ở ngoài mà nhiều khi em độ không đúng, không chính xác nữa. Cho nên tốt nhất là mình thường mang size gì mà lấy size đó giùm em nha. Đó,
có nhiều chị á cũng 51 kg mà eo nhỏ mông to các kiểu đùi to này nọ nữa, cho nên là thường mặc size gì thì lấy size đó giùm em nha. Ngọc Yến số 6 size L nè, 165.000 mấy chị ơi, nhận hàng mấy chị sẽ ưng ý liền luôn. Vải của nó là siêu siêu co giãn giùm em nha, hàng xuất khẩu đẹp cực kỳ luôn. Có quần đen mới lại quê hỏi chút còn không? Dạ còn nha Liên Kim ơi. Rồi xem sóc to đi, lại sọt có hơn chị, quần sọt em hết rồi nha. Mẹ số 6 size L cho Ngọc Yến nè, mẹ 6 size L Ngọc Yến nè. Bên em ngày mai chủ nhật và ngày thứ hai là bên em nghỉ nha mấy chị ơi, thứ ba làm lại bình thường, cho nên ai mà ghé lấy đồ trên thủ ghé trong hôm nay, còn không thì đợi em gửi shipper cho em nha. Chị Hiền lấy cái quần chị Hiền này đưa size L đúng không? Ngọc Yến ơi, quần đó là size L lớn nhất nha, em thường mặc size gì em chốt size đó giùm chị nha. Chị Hiền hồi nãy là chị Hiền chốt cái quần đó size L á. Rồi chốt em mẹ 6XM á chị ơi. Mẹ 6 hết size L nha, còn size X với size M. Sao khách em toàn men size L không vậy ta? Em lấy cái của chị Hiền ra lại, chị Hiền của chị Hiền á. Em ở Nha Trang nha chị, bên em ơi, ở Nha Trang nha chị. Rồi mẹ số 6 em còn size X với size M hai size. Rồi vải co giãn cực kỳ luôn mấy chị ơi, siêu co giãn luôn nha. Chị Xuân Xuân mẹ 6, size X mẹ 6, cảm ơn chị Xuân Xuân nha chị ơi. Size X mẹ 6 của chị Xuân Xuân nè. Chị Binh Im mẹ 6 size M, ok chị Binh Im mẹ 6 size M. Chị Binh Im mẹ 6 size M nè. Thường mặc size gì Hồng Lê ơi, chứ em cũng sợ dù khi em độ nó không chính xác nữa, tại vì mình thường mình cái người mình mặc size gì mình phải biết chứ đúng không mấy chị? Nhưng mình thường từ nhỏ tới lớn mình thường mặc quần size gì thì mình phải biết đúng không? Như em là em thường mặc quần size S nè, size M em cũng vừa luôn. Nói chung em rất là dễ mang đồ, size X mặc cũng được, mà size M mặc cũng được luôn. Chứ còn bây giờ em tư vấn size xong rồi nhiều khi nó chật nó rộng này nọ nữa. Quần em quần đang cầm 1m6 57 kg mặc size gì? Dù em tư vấn thì 57 kg với 6 đúng không? Là em sẽ nói chị mặc size L. Đó, nhưng mà nhiều khi mông to mông nhỏ, eo to eo nhỏ nữa. Quần này rất là co giãn giùm em nha. Rồi quần này còn size L, chốt em mẹ số 7 size L. Mẹ 7 size L nha mấy chị ơi. Đồ chị bé Nguyễn Mai Chi là em gửi shipper giao hết rồi chị. Chị nhận được hàng chưa? Rồi cái này chốt em mẹ số 7 size L. Mẹ 7 size L em nói với chị nghe nè, cái quần này nó siêu co giãn luôn, cho nên mấy chị yên tâm nha, đừng có lăn tăng sợ. Thiệt sự luôn, quần này mình ít co giãn, chứ còn quần này nó co giãn cực kỳ mạnh luôn mấy chị ơi. Hàng xuất khẩu nha, co giãn cực kỳ tốt luôn. Rồi cái này chốt em là mẹ số 7 size L. S, M, L, B size nha Thanh Trúc ơi. Size S, size M, size L, B size. Rồi cái này chốt dùm em mẹ số 7 size L. Mẹ 7 size L dùm em nha. Mẹ 7 size L mấy chị ơi. 165 nha chị, 165 nha chị ơi. Mẹ màu xám còn mẫu nào không chị? Còn luôn nha. 165 nha chị Lucky ơi. 165. Chia sẻ like dùm em nè mấy chị ơi. Quần đẹp cực kỳ. Về quần này em chỉ có một đợt duy nhất thôi mấy chị ơi. Về số lượng rất là ít, không có nhiều. Rồi mẫu này chốt dùm em mẹ số 9 kèm size X, M, L, B size. Ê, tương tự hồi nãy. Thấy mấy chị ơi, tương tự mẫu hồi nãy nè. Lúc có quần size 28, có 30, có 31 mà chỉ là có khi mặc 28, có khi mặc 30, khi mặc 31 hả? Nhận hàng rồi, hôm bữa cái đặt cái đầm vàng mà không thấy, chắc lẹt đâu rồi để em kiểm tra lại nha. Dạ rồi, ok chị Hiền nha chị ơi. Để chị Hiền ghi mẫu hồi nãy chị Hiền nè. Rồi mẹ số 9 size L cho Trâm Nguyễn, đẹp lắm mấy chị ơi, thực sự tin em đi, mua lè ghiền. Mẹ lần sau thì quần này thì không có nữa, tại vì lâu lâu quần này rất là khó săn hàng luôn mấy chị ơi. Em đặt rất là lâu rồi nè mà bây giờ mới nhận được luôn. Size L nè, size L mấy chị ơi. Mẹ số 9 size L của Vân Võ, có số thọ nè em. Vân Võ số 9 size L, Vân Võ. Ủa em ghi ai vậy? Chị đọc Vân Võ mẹ. Từ nha mấy chị ơi. Mẹ số 9 size L của Trâm Nguyễn, sorry về Vân Võ nha. Số 9 size L của Trâm Nguyễn nè. Sao khách em thông mang size L không vậy? Em hết size L, còn size X với size M nha. Còn size X với size M mấy chị ơi. Còn X với M. Co giãn nhiều nha mấy chị ơi, co giãn nhiều nha. Quần này co giãn nhiều. 1m58 em đo là quần dài. Chị nào cao hơn em thì nó sẽ ngắn hơn tí nha. Rồi chốt em nha, số 9 size M của Gia Huy nè. Gia Huy Võ Thiên số 9 size M. Có màu đen không hả chị?
Để em coi nha, hình như là nó không có đen tuyền đâu, mà nó là nó đen như thế này nè. Em muối tiêu như thế này. Rồi mẹ chín em còn size S nha. Mẹ chín em còn size S mấy chị ơi. Mày quần dài nha. Mẹ số 9 em còn size S. Ai lấy chốt size S giùm em nè. Quần này siêu co giãn, size 26 thì S, 27, 28 thì M, 29, 30 thì L. Đúng rồi nè, cảm ơn em Mê Đê Yên nha. Quần này co giãn lắm mấy chị ơi. Rồi ai lấy chốt giùm em nha mấy chị ơi. Rồi em còn cái này em còn size S nha. Mẹ số 9 em còn size S. Ai lấy chốt em size S nè mấy chị ơi. Số 9, mẹ số 9 em còn size S nha. Giá 165, mẹ số 9 em còn size S. Ai lấy chốt giùm em mẹ 9 size S nha mấy chị ơi. Mẹ 9 size S giùm em nha. Thấy quần thích mẹ không dám mua nhiều, sợ không vừa ý thích đâu. Quần này co giãn cực kỳ, em nói thiệt luôn. Mình thường mang size gì mình lấy size đó là dính liền luôn mấy chị ơi. Hết size M, mẹ 9 em còn size S à nha. Mẹ 9 còn size S.
quần 9 tớt vải co giãn chốt em mã 12 kèm size giá 165.000. 12 kèm size giùm em nha. Rồi ai lấy chốt em quần chất co giãn cực kỳ là co giãn luôn mấy chị ơi. Co giãn cực kỳ giùm em nha. Chốt giùm em mã số 12 kèm size. Mã 12 kèm size giùm em nha mấy chị ơi. 12 kèm size 165.000, quần riêng còn ít lắm mấy chị ơi, không còn nhiều nha. Còn 1-2 ri nữa là hết hàng quần riêng luôn á, cho nên chị nào mà chưa chốt thì nhanh tay giùm em nha. Giá 165.000, chất siêu co giãn giùm em luôn. Phía trước của nó nè, thêu rất nhẹ và đính đá giùm em luôn. Chốt giùm em mã số 12 kèm size nha. Phạm Thùy Dung 12 size L, lên lại giùm em địa chỉ số điện thoại chị Dung ơi. 12 size L, chị Phạm Thùy Dung 12 size L nè. Chị Hoàng Lan Trinh 12 size M. Hoàng Lan Trinh 12 size M. Hoàng Lan Trinh 12 size M nè. Rồi em hết size M nha, còn size S trong mấy riêng chưa có hàng luôn nha bí lì ơi. Còn size S mấy chị ơi, ai lấy chút em size S nè. Đẹp lắm luôn á, như là mấy chị ốm ốm là không mặc quần riêng đúng không. Size S, size S giùm em nha, còn size S trời quần đẹp cực kỳ luôn mấy chị ơi. Chất siêu co giãn luôn, co giãn cực kỳ là co giãn giùm em nha. Ok chị Phạm Thùy Dung. Rồi, chốt giùm em nha mấy chị ơi, chốt giùm em nè. Size S em còn size S, quần này em còn size S nha. Ai lấy chốt em size S. Mẻ số 10, 10 mấy thì mi 12 em còn size S nha mấy chị ơi. Cứ còn size S chị ta. 12 em còn size S nha. 12 có size L rồi chị Dung ơi. Còn size S. Có cái xưởng này mà nó cho mình nhập toàn lại size M với size L thì được không? Rồi mẹ số 13 giùm em nha, XML B size. Chị Phú Khánh Hà 12 size S thôi chị. Chị Phú Khánh Hà 12 size S nè. Phú Khánh Hà 12 size S nha chị. Phạm Thùy Dung ơi, chị vô ảnh bìa của em á, có địa chỉ, có số điện thoại và có hướng dẫn chỉ đường luôn nha chị. Phạm Thùy Dung vô ảnh bìa của em nha chị ơi. Chị này mà qua nhà em, đi qua tìm nhà em á, lại vô ảnh bìa của em, lưu cái hình ảnh bìa của em lại, là mình đi theo hướng dẫn là mình dễ tìm nhà em lắm. Rồi này chốt em mã số 13 kèm size. XML B size, mã số 13 kèm size giùm em nha. XML B size giùm em nè. Chốt giùm em mã số 13 không mi. Cái này 13 kèm size giùm em nha. 13 size L của Vân Võ. Vân Võ chụp TBT. 13 size L của chị Vân Võ nè. Chốt em 13 kèm size chị ơi, siêu đẹp luôn, một riêng gần hết rồi nha. Chất rất là co giãn. M 13 của Lê Ngọc Anh Thi. M 13 của Lê Ngọc Anh Thi. Rồi em còn size S 13 nha. Ai lấy chút em size S. Còn size S mấy chị ơi. Cái màu này lên xinh lắm lắm luôn á. Đẹp cực kỳ luôn mấy chị ơi. 165.000 em còn size S nha. Ai lấy chút em mã số 13 size S. 13 size S, 13 em còn size S nha. Rosie ơi, hết size M rồi bè, còn size S à. Có đậm, xanh đậm không hả? Để em coi thử nha chị. Có xanh đậm luôn. Chị đọc xanh đậm lên nha. 13 em còn size S nha. Ai lấy chút em 13 size S. Vải co giãn lắm luôn mấy chị ơi, mặt là ghiền. Mặt là ghiền luôn á. Rồi 13 em còn size S nha. Ai lấy chút em 13 size S. 165.000 13 size S. Hết L rồi phun keo ơi. Rồi chốt em mã số 14 kèm size 9 tấc đen là không rồi chị ơi. Không có rồi. Rồi chốt em mã số 14 kèm size XML B size. Chốt mã 14 kèm size giùm em nha. Trời ơi đẹp quá đẹp. Quá đẹp cực kỳ. 165.000 14 kèm size giùm em nha. 13 em hết rồi mấy chị ơi. 13 em còn size S nè. Cái này chốt em mã 14 kèm size XML B size giùm em nha mấy chị ơi. 165.000 size S, size M, size L, B size. Chị Ly Seller 14 size L. Chị Ly Seller 14 size L nè. Rồi chốt em 14 kèm size. Em hết size L và thẻo Ruby ơi. Rồi 14 còn size S với size M 2 size. 14 size M của Lê Ngọc Anh Thi. M của Lê Ngọc Anh Thi. Rồi còn size S. Em còn size S. Vải là đẻ không mấy chị ơi. Size S mà nó co giãn cực kỳ luôn á. Em đang cầm size S nè. Co giãn lắm. Em còn size S thôi mấy chị ơi. Chốt em 14 size S nha. 14 size S, 14 size S.
xanh đậm có rách không, cái này trơn. 14 còn size ít nha. Rồi phải coi giãn cực kỳ luôn á. Size S của Thu Thảo nè. Thu Thảo chút con nhắc chị tính bill cho Thu Thảo nha. Dạ không quê rồi mà luôn. Thấy chị La Kiều chị ơi, nhưng mà chị La Kiều sâu quá chị không thấy chị nè. Rồi chốt mã 15 giùm em kèm size. Quần này chính tóc giùm em nha. Ủa cái quần này đẹp quá à. Quần này dạng như quần bikini giống mi. Phải không ta. Quần này chốt em mã số 15 kèm size. Em thấy chị Trang Hè mà chị Trang Hè sâu quá chị Trang Hè ơi. Cái này chốt em mã số 15 kèm size giùm em nha. 165.000 15 kèm size. Cái này đẹp cực kỳ luôn á nha. Thêu nè. Hết đen rồi Thanh Trúc ơi. Hết đen rồi. Rồi thêu nè và đính đế luôn. 15 size L của Văn Võ. 15 size L của Văn Võ. L của Văn Võ nè. M của chị Lê Kiều. M của chị Lê Kiều. Chị Lê Kiều size M. Em còn size S nha. Có chị nào chốt size S không? Chị Hiền sâu luôn chị Hiền ơi. Bỏ que chị biết vậy. Chị Trang Hè sâu em không có thấy. Chị Trang Hè tích ở sâu luôn chị ơi. Cho nên có mấy em mới nhảy ai lên trước em đọc người đó trước á. Chị Trang Hè toàn sâu mà. Chị Hiền cũng sâu luôn. Chị Hiền 14 chị Hiền cũng sâu luôn á chị Hiền. Chị sâu nhiều người lắm. Chị sâu Trang Hè luôn á. Đọc mẻ lộn xộn đi ok chị nè. Rồi 15 em còn size ít mấy chị ơi. Size ít không ai dành size ít hết ta. Size ít không ai dành luôn á. Chị sâu nha chị bé Nguyễn Mai Chi ơi. Tin em đi. Tại vì em coi máy của em là ai trước em đọc người đó trước mà. Size X không chị nào dành size X giùm em nè. Size X còn nè. 15 size X giùm em nha mấy chị ơi. 15 còn size X. A lấy chốt em 15 size X nha. 15 size X. Rồi em lên mẹ tiếp nè. Mẹ số 20 kèm size giùm em nha. 20 kèm size dạ 165 nha chị Phạm Binh ơi. 165 nha. Rồi mẹ 20 kèm size giùm em. Trời ơi, con này trơn luôn nè, đẹp cực kỳ. Mẻ số 20 kèm size giùm em nha mấy chị ơi. Chính tóc mẻ 20 kèm size đẹp cực kỳ luôn. Mẻ 20 kèm size giùm em nha. Size S là em mang thoải mái luôn á chị bé Nguyễn Mai Chi ơi. Thoải mái cực kỳ luôn nha. Size S em mang rất là thoải mái. Tại vì quần nó rất là co giãn. Rồi chốt em mẻ số 20 kèm size nha mấy chị ơi. Mấy chị nhìn cái số vải của nó nè. Không, chị Trang Hè sâu nhiều nhiều lắm chị ơi. Chị sâu nha. Chứ không phải là em không chốt đâu. Chị Trang Hè sâu Lê Ngọc Anh Thi. Quần trên ống thì em không có nha. 20 size L chị Trang Hè. 20 size L chị Trang Hè nè em. Rồi chốt em mẻ số 20 kèm size. 20 size M của Rosie. 20 size M của Rosie. 20 size M của Rosie nè. Rồi 20 còn size S nha. Mẻ 20 còn size S. Ai lấy chốt em 20 size S. Màu xém em hết rồi. 20 còn size S nha mấy chị ơi. 20 còn size S nha. Rồi quần dài. Mẻ số 25. Trời ơi lưng cao không đẹp quá à. Cái quần này đẹp lắm luôn mấy chị ơi. Mẻ 25 kèm size giùm em nha. Có quần dài tí không chị? Quần dài nè chị à. Quần dài đây nè chị. Mẻ 25 giùm em nha. Mẻ 25. Lưng quần nè. 25 XML giùm em mấy chị ơi. Chốt em mẻ 25 kèm size. Mẻ 25 kèm size. Nãy lên quần dạc len lẹ. Chị ơi len em không có la lĩ được rồi. Xem đóng hàng hết trơn rồi chị. Chốt em mẻ 25 kèm size nha. Mẻ 25 kèm size. Chị Thảo Ruby 25 size L. Chị Thảo Ruby nè. M 25 của chị Hiền Nguyễn. Dạy 165 nha chị Tay Tay ơi. 165 nha chị. Size M của chị Hiền Nguyễn Mơ Linh 165 nha. Rồi em còn size S. Ai lấy chút em size S. Ủa My, có cái đó size gì? Cái Thảo Ruby size gì em? Sao chị đang cầm cái size L nữa nè. Coi ở trong luôn đi. Chính xác chưa ở trong. Ở trong size gì? Hơn quá, cái này có hai cái size L. Rồi em đang yêu một cái size L luôn nha. Đúng không, ở trong size L đúng không em? Có mẹ.
có đây rồi, có đây. Rồi L luôn á, quen. Không phải rồi, L của chị Thảo Ruby nè. Rồi em còn 25 còn size X nha. 25 còn size X, 25 còn size X, chị Binh em là sâu như chị ơi. Em ở đây. Cái nút bị sao ấy, em cái nút nó là kiểu này chị. Em còn size X nha mấy chị ơi. Đây nè chị ơi, là kiểu nó lỗ lỗ thế này nha. Rồi nút nè, một cái nút ở phía dưới đúng không? Một cái nút này ở cài. Lúc này mấy chị cắt ra, mấy chị cài vô giùm em nha. Cắt ra cài vô nè, còn những cái này là kiểu nha chị. Chứ nó đâu có bị sao đâu. Đâu có bị gì đâu. Rồi này em còn size X nha, ai lấy chút em size X. Size X nha mấy chị ơi. Em ở đây yêu mà có quần luôn rồi đúng không? Rồi còn size X nha mấy chị ơi, ai lấy chút em size X nha. 25 còn size X. Còn cọc nào nữa đúng không? Đinh lôi đi. Rồi chốt em mẹ số 26 kìm sai. Dạ ok chị Dung Lê nè. Rồi mẹ 26 kìm sai giùm em nha mấy chị ơi. Em còn đúng 2 ri nữa là em hết quần rin luôn. Còn đúng 1 ri này với 1 ri quần nữa là hết quần rin luôn nha mấy chị ơi. Rồi chốt giùm em nha mấy chị ơi. Mẹ số 26 kìm sai XMLB sai. XMLB sai giùm em nha. Chốt em 26 kìm sai XMLB sai. Chị nào thích quần rách thì lấy quần này nha. Rách về bên trong nó có lót cho mình nè. 26 size L chị bên em. Đẹp lắm. L chị bên em L nè. Rồi ai lấy giúp em 26 nha. Em hết size L, một ri em có một cái size L mà khách em toàn men size L không trời. 26 chị Xuân Xuân size S nè. Chị Xuân Xuân 26 size S. 26 size chị Xuân Xuân. Chị Nhỏ Thiên size 26 size M nè. Chị Nhỏ Thiên em địa chỉ số thoại Nhỏ Thiên ơi. Nhỏ Thiên size M nè. Nhỏ Thiên size M. Rồi em còn 1 ri nữa là hết hàng 1 ri luôn nha. Trời ơi xuất sắc. Đẹp chưa. Nhỏ Thiên em địa chỉ luôn. Rách có lót nha chị Xuân Xuân ơi. Rách có lót nha chị. Trời ơi cái này đẹp nào mấy chị ơi. Rồi chốt giùm em XMLB size nha mấy chị ơi. Chốt em mẹ số 27 kìm size. Mẹ 27 kìm size. 26 em hết rồi nha. Cái này chốt em 27 kìm size. Theo nè mấy chị ơi. Hàng theo mấy chị nhìn chất vải nè. Rất là co giãn luôn. Để chị coi nha Ngọc Yến ơi. Để chị coi những cái lĩa phía sau là còn size M không nha. Rồi chốt em mẹ 27 kìm size. 27 kìm size giùm em. 27 chị Thảo Ruby size L. Thảo Ruby san L nè. Chị Hân Ly Nguyễn san M. Chị Hân Ly Nguyễn san M. Chị Hân Ly Nguyễn san M nè. Rồi em còn size X nha. 165 nha chị Siro Dâu ơi. Còn size X nè mấy chị ơi. Còn size X nè. Còn size X giùm em nha. Ai lấy chút size X. Còn size X. Em hết size M, hết size L, còn size S. Chia sẻ thấy chị không? Chiều ship đơn cho chị nha. Ok chị chia sẻ. Có quần dài không rách size S chị xem lại. Ok chị Trân Châu. Mẻ 26 chín tấc hay dài vậy? Chín tấc nha chị Xuân Xuân. Rồi chốt em cái này nha mấy chị ơi. Chín tấc đẹp lắm luôn. Để chị coi thử nha em Quang Võ ơi. Rồi này chốt em mẻ số 27 size S. Còn size S 27 nha. Rồi em lên lại một lọt những cái mẫu em còn nè. Nhỏ thiên cho em địa chỉ nha Nhỏ Thiên ơi. Lên lại mấy mẫu M còn y chị mẹ em lát quá ok rất tường. Rồi cái này chốt em lên lại mẹ số 1 nha. Rồi cái này size S mẹ 1. Vải là siêu co giãn mấy chị yên tâm giùm em nha. Rất là co giãn. Chốt em size S mẹ 1. Size S mẹ 1 mấy chị ơi. Size S mẹ số 1 vải là nhận hàng ghiền luôn mấy chị ơi. Chất vải rất là đẹp giùm em nha. Thêu đính đá. Rồi chốt em mẹ 1 nè chị Nhỏ Thiên. Ok chị Nhỏ Thiên nha chị ơi. Mẹ 1, size X mẹ 1. Size X mẹ 2. Em lấy của chị Thảo Ruby cái size 6 Thảo Ruby đây em.
Chị thẻ Ruby, em lấy đơn thẻ Ruby của em chị. 26 là cái nào vậy? 26 là cái này đúng không? Không, đưa đưa chị, đưa đây, đưa hết qua đây. Nè, điều ghi gì luôn đúng không? Rồi, được không? 26 em để lại. Rồi, chốt em size mẹ số 2 nha mấy chị ơi, size mẹ 2. Nói chung là quần đẹp cực kỳ luôn nha, quần đẹp lắm lắm luôn. Size này size nó không nhỏ đâu, size này nó cũng tương đương quần size M chứ không nhỏ đâu nha mấy chị. Rồi này, chốt giùm em nha, size mẹ 2 đẹp cực kỳ luôn, size mẹ số 2 giùm em nha, size mẹ 2. Size mẹ số B, size mẹ B giùm em nha, những cái trơn như thế này rất là đẹp luôn mấy chị ơi, trơn mà chính tóc như thế này nè. Trong mấy đêm em chưa có hàng nha chị ơi. Size mẹ số B nha, size mẹ số B. Size mẹ số 4. Size mẹ số 4 mấy chị ơi, size mẹ 4. Đúng rồi, không em hồi giờ em đeo số mé đường size lớn, còn size nhỏ là em lại còn không hiểu lý do. Chắc là người ốm ít đúng không? Rồi, ok Phạm Thùy Dung. Nếu như mà em ở gần á thì em ghi lấy cho khỏi tốn ship nha. Còn bên chị mà gửi shipper là qua đó cũng 10.000 nha em. Xe gần là cũng 10, gần sát bên cũng là 10.000 luôn Phạm Thùy Dung ơi. Cho nên nếu như mà ghi lấy được thì em ghi lấy nha. Còn ship ở đó, shipper giao qua là 10.000 tiền ship nha em. Rồi, chốt em mẹ size mẹ số 4 nha. Size mẹ 4 nha mấy chị ơi, size mẹ 4. 1, 2, 3, 4 rồi, size mẹ 4. Đó, em còn size mẹ 5. Size này đẹp lắm luôn quý chị ơi, chốt em size mẹ số 5 nè. Size mẹ 5. Thảo Ruby chợ phun xài giao trước 3 giờ. Trước 3 giờ chiều là không kịp nha chị ơi. Trước 3 giờ chiều ngày mai nha chị, chứ còn 3 giờ chiều mà hôm nay thì không kịp. Tại bây giờ em đang like rồi. Rồi, chốt em mẹ số 5 nha quý chị ơi, tại vì em like xong còn làm đơn nữa, rồi gửi shipper nữa chị. 165 nha mấy chị ơi. Cái này cũng form đẹp lắm chị bé Nguyễn Mai Chi ơi, form đẹp lắm chị. Rồi này, chốt em mẹ số 5 nha. Size mẹ số 5 165.000, size mẹ 5 giùm em nha. Size mẹ 5 165.000, size mẹ 5. Size là toàn là size của em nè. Quần này bây giờ tí nữa em lựa em mặc. Rồi, Lê Kiều ghi lại em. Ghé hôm nay trước 7 giờ giùm em nha mấy chị ơi. Ok chị Thảo Ruby nè, khi nào lên đơn mình vậy. Đơn chị chiều nay em like xong rồi em chốt đơn gửi hàng luôn nha chị Binh em ơi. Rồi, chốt em mẹ số 6, số 6 size S luôn. Số 6 size S luôn nha mấy chị ơi, 7 giờ nha Xuân Xương, 7 giờ. Rồi, size S mẹ số 6 giùm em nha. Size S mẹ 6, size S mẹ 6. S mẹ 6 nha mấy chị ơi, S mẹ 6. À, lấy chốt em size S mẹ 6 nha. Mẹ 6 cá rồi nè. Còn size X không luôn á. À, còn cái size M nè. Ủa, cái size M mà sao không chị nào chốt em. Em còn cái size M. Coi lại, chị coi lại 4 năm. Ok chị nè. Cái này size M chốt em mẹ số. Chốt em size M mấy chị ơi. Sẽ còn rớt lại cái size M nè. Bãi coi giãn cực kỳ. Chốt em size M nha mấy chị ơi. Size M 165.000 size M. Còn cái cuối cùng size M. Tại vì nó rớt lại văn vỏ. Nãy giờ like size lớn rồi. Hàng này là hàng nguyên ri. Bán được size M, size L, còn lại size S. Rồi này, chốt em size M nha. Còn số cái size M rồi mấy chị ơi. Em M giùm em 165 size M. Cái size M cuối cùng, chốt em size M giá 165.000 size M nha. 165 size M mấy chị ơi. 165.000 size M. À, lấy chốt size M giá 165 giùm em nha. Còn cái size M. Rồi cái này size S. M là quần dài nha Ngọc Yến ơi, M là quần dài nha. Size M này là quần dài. Rồi cái này chốt giùm em. Chốt em mẹ số 7 nha, size M cho chị Trang Hà. M chị Trang Hà. Rồi cái này chốt em mẹ số 7. Số 7 size S. Số 7 size S nha mấy chị ơi. Số 7 size S, số 7 giùm em nha. Vải beo co giãn luôn, chốt rất là đẹp. 165, số 7 size S giùm em nha mấy chị ơi, hàng rất là xịn luôn á.
Nè số 7 size S. Hồi nãy chị nào coi số 4 số 5 lại. Chị xin xỉ ơi, em lôi số 4 số 5 lại chị coi nè. Rồi cái này mẹ số 4 giùm em nha chị, mẹ số 4 size S. Rồi, mẹ số 4 size S giùm em nha, mẹ 4 size S chốt co giãn. Em mới size M chị Huyền ơi. Đây mẹ số 4 size S giùm em nha. Rồi mẹ số 4 size S nè, số 4 size S. Mẹ số 5 size S 165 hết size L rồi nha chị Hồi Ni ơi. Còn hết size L nha mấy chị, quần rin em hết rồi á. Số 4 chị bé Nguyễn Mai Chi. Chị bé Nguyễn Mai Chi số 4. Rồi cái này chốt em mẹ số 5 nha, số 5. Số 5 đẹp cực kỳ luôn mấy chị ơi. À lấy chốt mẹ số 5 giùm em nha, trơn. Trơn nè, mấy cái quần này mặc lên bụi lắm. Phối với lại áo này cũng xinh hết mấy chị ơi. Mẹ 5 chị xin xỉ mẹ 5 165.000, mẹ 5 chị xin xỉ. Rốt lại size S không. Rồi mẹ số 9 giùm em. Số 4 là dạng như là quần quần 9 tấc nha chị. Bé Nguyễn Mai chơi vô quần 9 tấc nha, em hết size L rồi. Rồi cái này chốt em mẹ số 8. Quần dài mẹ số 8 size S. Quần dài mẹ số 8 size S giùm em nha. Quần dài mẹ 8 size S. Giờ mới thấy like hả? Hết size L nha mấy chị ơi. Rồi mẹ số 8 size S giùm em nè. Chúc em mẹ số 8 size S mấy chị ơi. Số 8 size S giùm em nha. Số 8 size S. Đẹp cực kỳ đẹp luôn mấy chị ơi. Số 8 size S giùm em nha. Chị nào lấy size nhỏ về mặt nè. Quần Umi còn luôn nha Hồi Ni ơi. Nhưng mà cũng còn size M à. Rồi chúc em mẹ số 8 size S nha mấy chị ơi. Size S quần dài mẹ số 8 nha. Số 8 giùm em nha mấy chị ơi. Hết em M luôn. Rồi mẹ số 9 để em hết quần luôn nha. Mẹ số 9 size S luôn. Còn size S à. Size S mẹ 9. Ủa cái này giống nhau mà. Size S giùm em nha mấy chị ơi. Size S. Rồi ai lấy thì chốt giùm em nha. Em tua lại lần nữa rồi em qua hàng khác nha mấy chị ơi. Rồi mẹ số 9 giùm em nè, số 9 với lại số 8 nó giống nhau. Số 9 size S giùm em nha, quần dài. Số 9 size S nè. 8 9 là giống nhau. Số 7 đẹp cực kỳ, đẹp xỉu luôn ơi số 7 này. Số 7 giùm em nha, số 7. Số 7, số 7. Đây còn size S không nha mấy chị ơi, số 7 nè. Rồi số 6. Số 6 giùm em nha mấy chị ơi. Số 6 nha, số 6. 165 nha chị ơi. 165 nha chị. Chị định vị số 6 giùm em nha. 45 hết rồi đúng không. Số B 165 nha chị ơi. Rồi quần này chốt em mẹ số B. Số B 165 ngàn mẹ B. Quần dài 165 mẹ số 2. Mẹ cục bộ điện nè. Mẹ 2 giùm em nha mấy chị ơi. Mẹ 2 165 mẹ 2. Rồi 165 mẹ 1, em hết hàng luôn nha. Mẹ 1, 165 mẹ 1. Rồi, que mẫu nha mấy chị ơi. My à, sếp cũng xếp theo thứ tự như này nha. Đợi tí hồi khách có hỏi thì biết. Nè. Mẹ 1 mắt 1 trên cùng. Quần ung mi là em chỉ còn size M nha mấy chị ơi. Quần nó tặng kèm cái túi mọc túi dán như thế này giùm em nè. Đó. Và em chỉ còn size M nha mấy chị ơi, còn size M. Quần ung mi là còn size M thôi nha. Phía sau nó có hai túi như thế này giùm em. Và lưng là lưng keo nha mấy chị ơi. Chốt rất là đẹp luôn nha, giá là 101 một quần. Hết size lớn luôn nha mấy chị ơi, quần ung mi còn size M nè. Rồi, còn quần kia em chỉ còn size S thôi nha. Quần sọc rin giá 90.000 còn size S. Quần sọc rin giá 90.000 còn size S. Chị là mang quần rin sọc rin size S thì chốt cái này nha. 90.000 còn size S quần sọc rin. Ai lấy thì chốt giùm em nha. Sọc rin size S giá 90. Hai bên của nó là có hai túi hai bên giùm em luôn. Có hai túi hai bên nha mấy chị ơi. Hai túi hai bên như thế này giùm em nha. Size S. Size S nha mấy chị ơi, 90.000 size S. Ai mang size S thì chốt em quần sọc rin size S nha. Quần sọc rin size S.
Rồi lên tầm là chia tỷ like giùm em nha mấy chị ơi. Không hiểu trong còn gì. Vừa á, Bi Quyên ơi, vừa á em. Quần sọt không có size L chị ơi, quần sọt không có size L. Rồi đầm giá 135.000 giùm em nha, hàng Quảng Châu cao cấp mấy chị ơi. Hàng Quảng Châu cao cấp giùm em mẫu này nha. Rồi đầm 135.000, form 40 đến 60 kg men quỳ em nha. Em lấy mẻ số mấy Bi Quyên ơi? Ê ê, quần sọt có không? Em 69 mông 80, em đo làm gì cái quần sọt em. Quần sọt nữa chị đo nha Bi Quyên ơi. Ok chị sung sương coi lại quần sọt vừa rồi. Ok chị bé Nguyễn Mai Chi. Đo em đo. Đo nha. Quần sọt. Từ em đo eo nha mấy chị ơi. Cái này là size S thôi nha, giá 90.000 size S. Để em đo nè, 90.000 size S nha. Có 2 túi 2 bên giùm em luôn và 2 túi sau. Giá 90.000 và chỉ còn size S thôi nha, 90 còn size S. Đó, như thế này nè mấy chị ơi, rất là đẹp luôn. Đó, phía sau của nó nha. Chốt giùm em quần sọc rin size S giá 90.000. Eo nhiêu? Eo 70. Mong, đo mong luôn em. Thấy chị bí bồng bông nha chị ơi. Làm thun bìu rộng dưới hông em. Dạ, dạ còn nha chị Si Sĩ ơi, còn chị mông 88. Em căng cái quần ra, em chưa căng quần ra kìa. Mông 90, eo 70 nha mấy chị ơi. À lấy chốt em nha. Eo 70, mông 90 nha. Cái quần này em vừa đo xong. Lại Bi Quyên vừa, lấy Bi Quyên cái đi. Bi Quyên một cái quần sọt nha, 90. Chị sung sương quần sọt 90 luôn. Chị sung sương quần sọt 90. Lấy chị mẫu đầm á, mi đầm này màu trắng, màu đồ cái bèo ở dưới á, đầm thun á. Rồi đầm này em có hai màu nha mấy chị ơi. Đầm này em có màu luôn nè. Màu này là màu kem sữa, 135.000 màu kem sữa. Màu ruốc giùm em nha, màu ruốc. Màu hồng ruốc, màu kem sữa. Hồng ruốc, kem sữa. 135.000 một đầm, hàng Quảng Châu cao cấp. Chất vải rất là mịn, rất đẹp giùm em mẫu này nha mấy chị ơi. Chờ lấy chút em đầm kìm màu, 135.000 đầm kìm màu. 135.000 đầm kìm màu em nha. Đầm thun nhớ không có hình nổi trước là bị mèo rồi á, đầm thun á. Lấy cái mũ chị bé Nguyễn Mai Chi đo, chị bé Nguyễn Mai Chi. Rồi thun trắng, thun trắng này 145.000, à lấy chút em thun trắng 145 nha mấy chị ơi. Vải siêu đẹp luôn nha, hàng Quảng Châu cao cấp mấy chị ơi. Vải cực kỳ đẹp luôn, từ 40 đến 60 kg, bầu bì bông chiên thoải mái giùm em luôn nha. Chốt giùm em là đầm trắng 145.000 đầm trắng. Phơm 40 đến 60, 65 cứ gì vừa hết khẩu này giùm em luôn. Hàng Quảng Châu cao cấp, chất vải rất là đẹp luôn nha mấy chị ơi. Đây chị Siêu Thị hỏi em mẫu này đúng không? 145, mẫu này em có đăng hình nè. 145.000 đầm trắng. Riêng bèo cũng còn luôn. Bây giờ cái riêng bèo nằm đâu ta? Cũng màu trắng này riêng bèo á. Đợi em tìm nha, mẫu đó đợi em tìm đã. Cái này lấy chốt em nhan trắng 145, riêng bèo 145 á, chị chút like không biết mở đâu. Rồi chị Xuân Xuân ơi. Rồi ship này 85.000, chốt em ship đen giá 85.000, không phải miên mi, không phải. 85.000, form này 55 kg lại men quần em nha. Chốt em ship đen 85.000, ship đen. Áo nào với quần nè. 85.000, chốt em ship đen giá 85.000 mấy chị ơi. Về form 55 kg lại men quần. 55 kg lại men quần em ship này nha mấy chị ơi. Giá 85.000, chốt em ship đen giá 85. Vải đẹp cực kỳ luôn mấy chị ơi. Tiết của chị Tuyết Trinh Nguyễn 85 nè em. Chị Tuyết Trinh Nguyễn 85.000. Rồi
xếp trắng 79 giùm em nha. Chốt em xếp trắng với 79.000. Form này 55kg là men vừa. Đúng rồi, đúng rồi, 55kg là men vừa. Chốt em xếp trắng 79 xếp trắng mấy chị ơi. Chân váy có quần bên trong giùm em luôn, 55kg là men vừa. Chốt em xếp trắng nha 79. Rồi 55kg là men vừa em nha. Chốt em xếp trắng nha 79 mấy chị ơi. Xếp trắng giá 79.000, xếp trắng, chốt em xếp trắng 79 nha. Vải rất là đẹp luôn mấy chị yên tâm. Phía trước của nó là có phối ren giùm em nè. Có phối ren cộng nơ phía trước giùm em nha mấy chị ơi. 79.000, chốt em xếp trắng 79 nha. Xếp trắng 79, áo đế em lên đầu like rồi, áo đế con ít nè. Xếp trắng giá 79.000 giùm em nha mấy chị ơi. Đầm này đúng không chị Si Sĩ ơi? 145, chốt em đầm trắng 145 nha chị. 40 đến 60 ký bầu bì bông chen thoải mái giùm em cái đầm này luôn. Mặc lên beo xinh beo sang luôn nha mấy chị ơi. Chốt em trắng với 145.000 đầm trắng này ở dưới phối. Phải cái này không chị Xê Xỉ? Đẹp lắm, hàng đẹp cực kỳ luôn á chị ơi. Rồi 145.000 chốt em đầm trắng 145 nha. Rồi ok rồi nè, chị Xê Xỉ đầm trắng 145 nè. Chị Xê Xỉ đầm trắng 145. Rồi trắng tầng 125 giùm em nha mấy chị ơi. Trắng tầng 125 form 40 đến 60 kg men vừa. Dạ vừa nha chị Tuyết Trinh Nguyễn ơi, vừa nha chị. Em có đưa màu trắng lên này chói à. Rồi trắng 125.000 giùm em nha mấy chị ơi. Thun Quảng Châu rất là dày dặn và rất là co giãn luôn. Chốt em đầm trắng. Đo giùm chị bé Nguyễn Mai Chi cho em, đo lưng, đo mông. Eo 70 nha chị bé Nguyễn Mai Chi ơi. Mông 92, eo 70, mông 92 nha chị. Rồi đầm 125, chốt em đầm trắng 125 mấy chị ơi. Đầm trắng tầng 125.000, form 40 đến 60 kg men vùi men mẫu này nha. Vải rất là xịn luôn mấy chị ơi, vải đẹp cực kỳ. Chốt em đầm trắng 125.000 đầm trắng nha. Đầm trắng 125, ok chị bé Nguyễn Mai Chi. Đầm trắng 125 giùm em nha mấy chị ơi, trắng 125. Vàng giá 135.000 nguyên kẻ xít luôn. 135.000 nguyên kẻ xít mấy chị ơi. Áo là áo caro như thế này giùm em nha. Áo caro nè. Áo caro nha mấy chị ơi, áo caro. Form này 55kg lại men vùi em nè, kẻ xít giá 135 giùm em nha. 55kg lại men vừa nguyên kẻ xít giá 135.000. Chốt em xít caro 135 nha mấy chị ơi. Xít caro giá 135.000. Chốt xít caro mềm nhan giá 135.000 và form 55kg lại men vừa. Form 55kg lại men vừa mềm nhan xít caro 135 nha mấy chị ơi. Caro 135.000 xít caro 135. 135 xít caro giùm em nha. Xít caro giá 135. Để em lên những cái mẫu hàng hàng đầm bữa trước về chưa có like hết. Đầm mặt có một màu nha Bi Quyên ơi, giá 135 nha, một màu duy nhất. Phía sau của nó xoắn phía sau. Đây nè. Phía sau xoắn nha mấy chị ơi. 135.000 40 đến 60 kg men vừa. 135. Hàng Quảng Châu nên chất thun mấy chị yên tâm nha. Thun cực kỳ đẹp giùm em luôn, rất là đẹp, rất là mịn luôn nha mấy chị ơi. Về xoắn ở phía sau như thế này. Xoắn ở phía sau giùm em nha. Rất là đẹp luôn, giá 135.000 một đầm. 135.000 một đầm giùm em nha mấy chị ơi. Đầm em mặc có một màu duy nhất nha, ai lấy thì chốt giùm em mấy chị ơi. Ai lấy thì chốt giùm em nha. Rồi, bắt đầu em quay mẫu nè, thử mẫu cho chị coi. Chia sẻ like giùm em nha mấy chị ơi. Đầm em mặc là 1B5 nha. Đầm này hàng Quảng Châu cao cấp giá 135.000. Có hai màu. Màu đen với lại màu hồng, hai màu. Năm mươi lăm năm sáu ký là men vừa mấy chị ơi. Đó, kiểu nó như thế này, nó là một cái đầm nha mấy chị ơi, một cái đầm như thế này giùm em nha. Rồi xong mình mặc xong mình chiếu que nè, chiếu que. Rồi cột
lại. 55-56kg là men vừa với em 1B5. Em có màu đen, màu hồng, hai màu. Rồi cái này mày sang lắm. Đen hồng hai màu dùm em, 135.000 đen hồng hai màu. Cột trước cột sau thì cũng xinh hết luôn nha mấy chị ơi. Đen hồng hai màu giá 135.000 mẫu này. Màu em đang mang là màu đen nha, em mang là màu đen. 55-56kg lại men vừa. Rồi màu hồng nha mấy chị ơi. Đen hồng hai màu. Đó cái đầm đó bình thường như thế này nha mấy chị ơi. Mặt xong mình đắp que. Đắp que rồi cột lại giùm em nha. 135.000 hàng Quảng Châu keo cắt. Đó đắp que cột lại nha mấy chị ơi. Màu đen màu hồng hai màu giá 135.000 một đầm. Và form 55-56kg lại men vừa đầm này em nha. 55-56kg lại men vừa. 135.000 form 55-56kg lại men vừa nha mấy chị ơi. Cột nơ ngang một bên như thế này giùm em nha. Giá 135.000 đó. Còn phía sau của nó nè. Chị nào lấy chút em đầm kìm màu nha mấy chị ơi. À lấy chút em đầm kìm màu giá 135.000 màu đen. Em đang mang là màu đen nha. Rồi này màu hồng hai màu. Để em xỏ thử màu hồng luôn. Màu đen nhiều khi khó thấy. Đen hồng hai màu em giá 1B5 nha. Mày cắt đi đưa mẫu không đi. Đen hồng hai màu nha mấy chị ơi. 135.000 màu đen màu hồng hai màu giùm em. Đầm là đồng giá 1B5 nha mấy chị. Mẫu nào nó mắc hơn hoặc nó rỉ hơn em béo sau. Đó cái đầm nó đen như thế này nha mấy chị ơi. Rồi mà đắp que nè. Đắp que em nha. Đắp que rồi luồn ra đây sau rồi cột lại. 135.000 đen hồng hai màu em nha. Đen hồng hai màu. Đẹp lắm mấy chị ơi. Mẫu này em nha. 1B5. Đó cột nơ một bên hoặc mấy chị cột nơ phía sau cũng được luôn. Giá 135.000 một đầm em nha mấy chị ơi. Màu hồng màu đen hai màu nha. Và form 55-56kg lại men vừa. 55-56kg lại men vừa đầm này em nha mấy chị ơi. Cái này mặc lên rất là sang luôn á. Mặc lên sang cực kỳ nha mấy chị ơi. Phía sau của nó sau nha. 135.000 chốt em đầm kịp màu nha mấy chị ơi. Màu đen màu hồng hai màu. Form 55-56kg rồi lại men vừa em nha. 55-56kg lại men vừa. Chốt em đầm kịp màu nha mấy chị ơi. Đen hồng hai màu. 1B5 đen hồng hai màu. 135.000 nha. Đen với hồng hai màu em. Chị nào lấy không mấy chị ơi, em quen mẫu luôn nha. Rồi em quen mẫu luôn nha mấy chị ơi. Mẫu này là đen với hồng hai màu dùm em nha. À lấy chút em đầm kìm màu. Giờ sáng mà em không đủ hàng em đóng bác sĩ hết rồi chị ơi. Hàng lẻ đó em hẹn sau nha. Lẻ em sau quá chị. Rồi đầm em mặc 135.000 nha mấy chị ơi. 1B5. Cái này cột nơ đây đằng sau giùm em nha. Cột nơ đằng sau nè. Không có chị kéo lại chị cột đây trước cũng được luôn. 50 cái này 55kg lại men vừa em nha. Giá 135.000. Mẫu này em có màu xanh bơ nè. Em đang mang là màu xanh bơ. Màu vàng, màu kem, be màu. Xanh bơ, vàng, kem, be màu. Màu kem mấy chị ơi. 135.000 dùm em hàng Quảng Châu keo cấp nha mấy chị. Hàng Quảng Châu keo cấp giá 1B5. Rồi đầm em đang mang là màu xanh bơ. 55kg lại men vừa màu xanh bơ. Màu kem. Màu kem dùm em nha mấy chị ơi. Màu kem đó hai cái dây cột ra sau dùm em nha. Và form 55-56kg là men vừa. Màu xanh bơ là màu kem. Em mình tới đâu mà buộc, buộc cái nơ xét tới đó dùm em nha. Xanh bơ kem với vàng be màu. Giá 135.000.
màu, một B5 giúp em nha mấy chị ơi. Đó, rất là đẹp luôn nha. Chia sẻ like giùm em nào mấy chị ơi. Rồi, kem vàng xanh bơ B màu giùm em nha. Chị lấy chút em đầm kìm màu giá 135.000 đầm kìm màu giùm em nha mấy chị ơi. Đầm kìm màu giá 135.000 đầm kìm màu. Rồi, ai lấy chút em đầm kìm màu nha mấy chị ơi, em que mẫu luôn. Quay mẫu em. Cái video này dễ thương nè. Bên này nè. 1B5 giùm em nha mấy chị ơi, ai lấy chút em đầm kìm màu. Cứ đưa một lọt. Rồi 40 đến 60 men vừa em nha mấy chị ơi. Em đợi tới thứ hai em ship về Ninh Hòa. Ok vậy chia sẻ đi thứ hai. Rồi đầm em men từ 40 đến 60 kg men vừa nha mấy chị ơi. 135.000 vải rất là mịn rất là đẹp luôn. Về phía sau nó lại cột với em nha. Cột nó lại hở lưng về cột nha mấy chị ơi. Nó cột xét lại mình mặc em ống bên trong mà cũng không thấy gì hết nha. Có như cái chỗ này 40 đến 60 kg men vùm em đầm này có màu luôn. Giá 135.000 có màu đen nè. Màu đỏ, xả đô. Ok để chia sẻ. Chị chụp lại ngon ngon cho đỡ quên rồi đó. Màu đen, màu đỏ đô. Ui da, đỏ đô kiểu khác rồi. Màu đen nha mấy chị ơi, màu đỏ kiểu khác rồi. 135.000 ai lấy chút em đầm đen đem mặt 1B5 nha. Đen đem mặt giá 1B5. Màu đỏ đô, đỏ này ở ngoài là đỏ đô nha mấy chị ơi. 135.000 cái đầm này vải đẹp lắm.
125. À hồi tối biếu Trâm hỏi cái mẫu nào đó mà chị không nhớ màu đúng không? Vậy chị lên lại ship đó cho em coi luôn nha. Rồi ship hoa trở vai 125 và form 55-56kg lại men vừa. Đỏ đô của Thu Thảo 135 em. Đỏ đô của Thu Thảo 135. Rồi ship hoa này 125.000 áo trở vai. Và quần là quần ống rộng 125 form 56-57kg lại men vừa em nha. 125.000 nguyên cả ship hoa họ tiết như thế này luôn mấy chị ơi. Áo này là áo trở vai, áo trở vai em nha. Và quần là quần ống rộng, ship này vải mát cực kỳ luôn mấy chị ơi. Đỏ đô Thu Thảo. Rồi ai lấy ship hoa chúc em ship hoa giá 125 nha mấy chị ơi. Ship hoa 125.000 đó, áo trở vai. Quần là ở phía sau có lưng thun cho mình luôn, ở trước là tẻn như thế này. Và có hai túi hai bên giùm em nha. Giá 125.000. Chị nào lấy chúc em ship hoa 125 nha mấy chị ơi. Ship hoa giá 125 giùm em nha, vải đẹp lắm. Ship hoa 125 vải đẹp. Miếu Trâm ơi, hồi tối mọi chị mẫu này đúng không? Hồi mẫu này đúng không? Miếu Trâm ơi, 90.000 một bộ nha. 90.000 một bộ. Hàng này mặc lên dễ thương lắm luôn. Về form 55kg lại men vừa. 90.000 một bộ giùm em nha. Form 55kg lại men vừa. Đây mấy chị ơi. Màu đỏ nha, ở ngồi nó không có tươi, không có chói vô trong like đâu mấy chị ơi, nó vừa phải chứ không phải là chói nha. Em lên like nó chói cực kỳ luôn á. Rồi ship Jerry nè, màu đỏ mấy chị ơi. Màu đỏ giùm em nha, 90.000 một bộ và form 55kg lại men vừa. Rồi này chốt em đỏ nha, đỏ. Đỏ giá 90.000 một bộ, màu đỏ giùm em nha, em lên màu nè. Màu kem đất. Đỏ của biếu Trâm màu đỏ 90 nè, màu kem đất. Đẹp lắm mấy chị ơi, 90.000 một bộ giùm em nha. Đó, màu kem đất giùm em luôn. Chói bé. Kem đất mấy chị ơi, kem đất. Giá 90.000 màu kem đất. Kem đất giùm em nha, 55kg lại men vừa. Chúc em kem đất giá 90, kem đất. Hồng ruốc. Hồng ruốc. Rồi có ba màu nha, màu hồng ruốc. Lấy chút em bộ kìm màu 90.000 một bộ. Ai lấy chút bộ kìm màu. Rồi em còn màu hồng ruốc, màu kem đất nha, giá 90.000. Ai lấy chút giùm em nè mấy chị ơi. Hồng ruốc với lại kem đất hai màu nha. Chị lấy chút em bộ kìm màu giá 90.000 một bộ. Kem đất biếu Trâm, kem đất biếu Trâm, kem đất nè em. Rồi ai lấy nó chút giùm em nha mấy chị ơi. Kem đất biếu Trâm. Rồi màu hồng ruốc luôn giá 90.000 một bộ giùm em nha. Ai lấy chút em là hồng ruốc. 90.000 hồng ruốc, 90.000 hồng ruốc mấy chị ơi. Hồng ruốc kem đất nha, mẫu này em còn hồng ruốc với kem đất hai màu. Rồi mẫu này em còn hồng ruốc với lại kem đất nha, hồng ruốc biếu Trâm, hồng ruốc luôn nè em. Hồng ruốc biếu Trâm luôn. Rồi ai lấy nút chốt giùm em nha mấy chị ơi, em còn một hồng ruốc, một kem đất, còn hai màu nha. Một màu kem đất, một màu hồng ruốc luôn. Giá là 90.000 một bộ giùm em nha. Phí Lập màu hồng ruốc. Quý Lập hồng ruốc này em, còn bộ kem đất cuối cùng giá 90, ai lấy chút giùm em nha mấy chị ơi. Còn bộ kem đất cuối cùng giá 90.000. Kem đất nha, kem đất 90.000 giùm em. Ai lấy chút em kem đất giá 90. Kem đất 90 nha mấy chị ơi. Xanh vàng với hồng với giá. Ngon ngon.
màu, giá 90.000, xanh vàng hồng ba màu mấy chị ơi. Đẹp lắm luôn nha, xanh vàng hồng ba màu giá 90 giùm em. Rồi em lên áo khoác cho mấy chị nha. Chia sẻ like giùm em mấy chị ơi. Hàng hai lớp
lớp giùm em nha. Xinh đẹp lắm luôn. Phúc Bill nhận rồi, đẹp lắm, cảm ơn Đức Tường nè. Còn sót lại cái cuối nè, à, lấy chút em Phúc Bill, 135.000 Phúc Bill. Đó, kéo hết lên. Chúc em Phúc Bill giá 135.000 Phúc Bill nha mấy chị ơi. 135 Phúc Bill giùm em. Đẹp lắm. Giá là 135.000. À lấy chút em Phúc Bill giá 135 Phúc Bill nha mấy chị ơi. Bill 135.000 Bill. Còn cái cuối cùng hàng hai lớp vải rất là đẹp luôn mấy chị yên tâm chắc vải nha. Rồi à lấy chút em Bill 135.000 Phúc Bill. Bill 135 Bill giùm em nha mấy chị ơi. 135.000 Bill. Rồi có mũ này, em có loại này, có mũ có loại này nha, cũng là hàng hai lớp luôn, phốc dù nha mấy chị ơi, dù hai lớp, dù hai lớp giùm em nha. Rồi a à, lấy cái này chút em hồng 135.000 màu hồng, hồng 135 hồng giùm em nha mấy chị ơi, hồng giá 135.000, hàng đẹp cực kỳ luôn, 56-57 kg lại mang quần em hồng giá 135. Hồng nha mấy chị ơi, hồng 135.000 hồng. Đẹp chưa? Dù nha, dù hai lớp 135 hồng, chốt em hồng 135 nha mấy chị ơi. Áo này là có màu luôn, cái mang là màu hồng nè. Hồng nha mấy chị ơi, hồng. Cái này màu nâu giùm em nha, cái này chất ở ngoài gần như là chất da lộn vậy mấy chị ơi, gần như là chất da lộn nha. Rồi này chốt em màu nâu 135.000 màu nâu. Hàng hai lớp hết nha mấy chị ơi, rất là đẹp luôn. 135 chốt em khúc nâu, 135 nâu nha mấy chị ơi. Nâu 135.000 nâu. Mấy cái hàng này vải đẹp cực kỳ luôn mấy chị yên tâm chắc vải nha. Thấy duyên duyên chấm không ạ? Nâu 135 nâu nha mấy chị ơi. À lấy chút em nâu 135 nâu. Nâu giá 135.000 màu nâu. Nâu 135 giùm em nha, hàng hai lớp chất rất là đẹp luôn. Trên này nâu đỏ, ở dưới này xanh minh, đẹp cực kỳ. Rồi chị đã lấy khóc này chốt em nha. 1 màu sao chị, áo có mũ đó. Áo có mũ có loại nào? Hết rồi em ơi. Bây giờ có mũ nó phối màu như thế này thôi à. Tại nó đang hốt cái gì đây, đang hốt mà áo 7 màu, áo màu sắc này nọ rồi. Rồi chốt em cái này màu nâu nha mấy chị ơi. 135 nâu. Rồi cái này nữa, có màu này nữa. Cái này chốt em màu đỏ đi. Cái này chốt em đỏ nha. 135 đỏ. 135 đỏ. Ủa trong phối đẹp ghê luôn mấy chị ơi, trong phối sọc nè. Áo dù nha, đẹp lắm lắm luôn á. Cái này chốt em mẹ đỏ 135.000 màu đỏ nha. Đỏ giá 135.000 màu đỏ. Thấy cái sọc này phối đẹp mày mấy chị, sọc này phối đẹp lắm á. Chút đỏ 135 giùm em nha, 135.000 đỏ. Chị áo khoác bu me đen có mũ, có về lại không? Cái đó hết rồi Ngân Bi ơi, hết rồi em. Rồi cái này chút em nâu nha, nâu. Chút đỏ, cái này đỏ 135 đỏ giùm em nha mấy chị ơi. Đỏ hồng nâu không thích áo khoác em quay hàng khác nha. Em có một màu chị, cái đỏ đô một màu kia. Khoác 95 còn khoác cái, à lấy chốt em khoác xanh 95.000. Khoác xanh 95.000 còn khoác cái mấy chị ơi, à lấy chốt giùm em nè. Hàng này có túi trong luôn. À, túi bên ngoài là có dây kéo giùm em nha, túi bên ngoài có dây kéo. Rồi bên trong có túi to, đựng điện thoại, đựng tiền bên trong, mình đi chợ đồ, mình sợ điện thoại, sợ mất điện thoại. Rồi cái này 95.000, còn cái cuối cùng. À lấy chốt em áo xanh 95 nha, đó đẹp lắm. Về túi áo là có dây kéo cho mình nha mấy chị ơi, túi áo có dây kéo. Cái này giá 95.000 giùm em nha, 95.000. Xanh này 95.000 giùm em nha, à lấy chốt xanh 95. Xanh 95.000 còn cái cuối cùng mấy chị ơi. Đó, cái này xanh nha, giá 95.000 khóc xanh. Còn đúng cái cuối cùng khóc xanh nha mấy chị anh. Túi của nó là có dây kéo hai bên, về bên hông của nó là có túi to luôn. Có túi to bên hông giùm em nha. Giá là 95.000, chốt em khóc xanh giá 95 nha mấy chị ơi.
xanh giá 95 cốt xanh nha. Rồi cái này màu đỏ đô giùm em nè, 135.000 màu đỏ đô. Phía trước là nó thêu như thế này nha mấy chị ơi, phía trước là thêu, phía sau là trơn nha. Mai bên em nghỉ chị Liễu Nguyên ơi, ngày mai ngày mốt bên em nghỉ nha. Ngày mai ngày mốt bên em nghỉ thứ ba mới bán lại. Rồi màu đỏ đô giùm em giá 135.000 màu đỏ đô nha mấy chị ơi. Chị Đà Lá này chốt em đỏ đô giá 135 đỏ đô. Rồi 135 đỏ đô giùm em nha mấy chị ơi. Rất là đẹp nè. Đó, đẹp lắm mấy chị ơi, hai lớp nha. Hàng hai lớp hết giùm em nha mấy chị ơi. Hàng hai lớp giá 135.000. Rồi ai lấy cái này chốt em đỏ đô 135 đỏ đô nha mấy chị ơi. Đỏ đô giá 135.000 đỏ đô giùm em nha. Chút đỏ đô 135 giùm em nha, không quay hàng khác luôn. Ok dì Liễu Nguyên tối ra bên Phước Hải. Rồi ok dì Liễu Nguyên nha chị ơi. Áo len, áo len 65.000 còn cái mấy chị ơi. Form 40 đến 60kg men vừa, 65kg cũng vừa áo này giùm em luôn. Áo len giá 65.000. Chúc em áo len 65 nha mấy chị ơi. Len 65.000 giùm em len nha. Len giá 65.000, form 40 đến 60, 65kg vừa hết giùm em luôn. Cái này mặc lọt vai cũng được. Mặc lọt vai được luôn nha mấy chị ơi. Rồi giá 65.000, chốt em áo len giá 65 giùm em nha. Len giá 65.000. Áo của Phan Mỹ.
em vừa giấy 95. Xấu rồi, cái đầu tóc nó xù lên. Rồi body 95.000. 40-60kg men quần em mới đầm body này luôn. À lấy chút em đầm body đen giá 95.000. Cái này mặc sang lắm mấy chị ơi. Mặc đi tiệc cũng được luôn. Mấy cái nút ở phía trước nè, nó cưng lắm. Mấy nút phía trước mấy chị ơi, dễ thương cực kỳ luôn nha. Rồi cái này giá 95.000. Chút em body đen 95. 40-60kg men quần cái này dùm em luôn nha. 95.000. Đẹp lắm mấy chị ơi. Body đen giá 95 dùm em nha. Đó, cổ nó kiểu như thế này. Rồi khuyết hai bên nút như thế này giùm em luôn. Giá 95.000 chốt em body đen 95 nha các chị ơi. Body đen giá 95.000, body đen. Body đen 95 nha mấy chị ơi. Rồi sơ mi đen còn cái cuối cùng. Giá 85.000 sơ mi đen. Sơ mi đen còn cái cuối cùng giá 85.000. Đây đẹp lắm. Đây em nha. Mèo như thế này mấy chị ơi, vải rất là đẹp dùm em nha. 85.000 chốt em sơ mi đen 85, đầm body em mặc lại giá 95.000 nha mấy chị ơi. 95.000 nha. Mẫu em ơi. Tầm này 57-58kg lại men vừa men luôn nha. Giá 135.000. Hàng Quảng Châu keo cắp mấy chị ơi. Cổ của nó là kiểu nó phối màu trắng vô như thế này nha. Về nút 57-58kg lại men vừa 135.000. Chút im đầm đang mặc 135 nha mấy chị ơi. Màu nó là màu xanh đen nha. Màu xanh đen 135.000. Form 57-58kg lại men vừa. Quả đẹp lắm luôn mấy chị ơi. Chút im màu xanh đen 135 xanh đen nha. Đẹp luôn mấy chị ơi, hàng Quảng Châu dùm em 135.000.
Hôm này 55kg lại men vừa. 55kg lại men vừa em nha. Chúc em đầm đen 1B5 đầm đen. Ngang yêu là có thun nha mấy chị ơi, thun nha. Rồi 135.000 chúc em đầm đen 1B5 mấy chị ơi. Đen giá 1B5 dùm em nha. Hàng là hàng Quảng Châu, chất vải xịn đẹp cực kỳ luôn nha. 135.000 chúc em nằm đen 1B5 mấy chị ơi. Đó nút mà, nút như thế này dùm em nha. Phía sau nó có bao thun luôn mấy chị ơi. Có bao thun, vải rất là mịn, rất là đẹp nha. Cái này dài que gối dùm em, dài que gối nha mấy chị. Tay, phần tay có bao thun cho mình luôn nè. Phần tay có bao thun luôn. Rồi giá 135.000 chúc em đen 1B5 nha mấy chị ơi. Đen 135, form 55kg lại men vừa. 55kg lại men vừa em nha. Rồi chốt em đen 1B5 đen mấy chị ơi. Đen giá 135.000 dùm em nha. Đen 1B5. Vải xịn đẹp cực kỳ luôn nha mấy chị ơi. Chốt đen 1B5 dùm em nha. Đen 135.000 màu đen. Đồ ngủ quá còn một ba lăm đen nha mấy chị ơi. Mấy cái hàng này không đẹp cho sale đây, mấy chị không thích không? Mấy chị không thích đầm luôn mấy chị. Lên hàng khác nha. Cái này vải dày dặn cực kỳ luôn, nó có lót bên trong nữa, phần dưới nó có lót bên trong nữa.
màu xanh coban giùm em nha quý chị ơi, xanh coban, xanh coban, xanh coban. Đẹp chưa? Ai lấy thì chốt em bộ kìm màu nha. À, xanh coban đỏ đô, xanh lé với lại màu hồng nha. 80.000 một bộ, phôm 55kg lại men vừa. Đó túi đó nè. Rồi ai lấy chốt em bộ kìm màu nha, xanh coban. Đỏ đô hồng với lại xanh lé. Bốn màu nha mấy chị ơi. Ai lấy chốt em bộ kìm màu. Ai lấy chốt bộ kìm màu giùm em nha, bộ kìm màu. 80.000 một bộ nha mấy chị ơi, ai lấy chốt bộ kìm màu giùm em. Chị im lặng quá không biết lên hàng gì đây. Một màu nha Khánh Hè ơi, hay ra em tiêu à. 135.000 có một màu vải beo đẹp luôn, hàng Quảng Châu chất đẹp lắm. Chị nào thường mua hàng bên em là biết chất vải rồi nha, không cần giới thiệu nhiều. Chưa lại Khánh Hè thôi đó. Một B5 nha Khánh Hè ơi, chỉ có màu đen thôi nha em. Yeah.
chị ở đoạn nào chị nhỏ Thiên ơi? Nhỏ Thiên hả? Ninh Phụng hả chị? Ninh Phụng tầm 25.000 hả chị? 25 nha, em gửi bưu điện. 25.000 nha chị nhỏ Thiên ơi. B5 có hai màu, màu đen màu vàng, hai màu đen vàng, hai màu mẫu này. Bảy búa é tầm 20-25 ngàn nha chị. Bảy búa Ninh Phụng 20 ngàn. Bảy búa Ninh Phụng là 20 nha chị. Rồi đầm 1B5, đầm này vỏ đẹp lắm, hàng Quảng Châu của em nha. Có xíu qua một bên, rồi một bên như thế này. 52-53 ký lại men vườn. 52-53 ký lại men vườn em nha. 52-53 ký lại men vườn, 135.000 mẫu này mấy chị ơi. Nhìn rõ không? Nè, trước của nó nè. Rồi nó nhúng như thế này nha. Có màu đen, màu vàng, hai màu nhé, 135.000. Vàng hai màu giá 1B5 giùm em nha. Quả đẹp cực kỳ luôn á, màu vàng nhạt có màu đen hai màu, giá 135.000 một đầm. Và form 52-53 ký lại men vừa, 52-53 ký lại men vừa giùm em mẫu này nha. Nè mấy chị nhìn số vải là đẹp cực kỳ luôn nha. Hàng Quảng Châu cái này hàng mới về nè, đẹp lắm luôn mấy chị ơi, chưa like luôn. 135.000, màu vàng, màu đen hai màu, chốt em đầm kìm màu nha. Giá 1B5 đầm kìm màu. 52-53 ký lại men vừa, hàng Quảng Châu chắc quả đẹp lắm luôn. Cái em đang cầm là màu vàng nha, phần dưới nó có lốt mấy chị yên tâm không mỏng nha. Phần dưới của nó có lốt luôn mấy chị ơi. Phần dưới có lốt không mỏng nha mấy chị ơi. Cái em đang mang là màu đen, màu đen nha mấy chị, màu đen. Rồi màu vàng hai màu. Giá 1B5 giùm em nha. Chị lấy chút em đầm kìm màu, 135.000 đầm kìm màu. Vàng nhạt chị Bích Kỳ Nguyễn vàng nhạt này. Mẫu kia mẫu gì? Cây Nguyễn vàng nhạt. Rồi đen vàng hai màu nha em nha mấy chị ơi. 1B5. 135.000 đen vàng hai màu. À lấy giúp em đầm kìm màu nha. Đen vàng hai màu 1B5. Màu đen là đẹp lắm. Rồi vải là yên tâm, vải siêu đẹp luôn á, dây kéo nằm bên hông giùm em nha. Màu đen, phần dưới nó có lốt nha mấy chị ơi. Phần dưới có lốt mặt không sờ lộ giùm em nha. Quả đẹp lắm. Rồi ai lấy chút em màu đen nha. 135.000 màu đen, còn hai cái màu đen giá 1B5. Đen 135.000 đen nha mấy chị ơi. Đen 1B5 giùm em nha. Ai lấy chút em đen 1B5. Qua mẫu luôn đi. Ơi, đừng có chốt xong rồi tại quần jean nãy chị lấy size gì vậy? Em bé lúc đó không có hàng. Chị đừng lấy size gì em. Tại vì size M, size L là hồi nãy em có không có hàng để em bé luôn á chị. Chốt kỹ giùm em nha, đừng có chốt xong rồi trẻ chị. Thiệt sự luôn á.
quần này là còn cái size M nè, chị nào lấy chút em size M nha, 165 size M. Quần này nó rất là co giãn luôn á chị à. Này, co giãn cực tùy là co giãn luôn. Mình chốt chốt chắc giùm em chứ chốt xong rồi sẽ. Rồi quần jean size M nha mấy chị ơi. Tại vì quần jean hồi nãy em có hẹn bán size M với size L là không đủ đủ hàng rồi bán. Bây giờ sẽ ra nè. Là bán khó lắm luôn. Em M nha mấy chị ơi, có chị nào chốt size M không? Ai chốt size M thì báo giùm em nha.
in men là màu kem sữa với màu xanh bơ, hai màu nha mấy chị ơi. 40-60kg men vừa, giá 135.000. Cái này bỏ trong bọc nó bị dùng lên nha mấy chị. Nó xuống như này thiệt lắm. Màu kem sữa với màu xanh bơ, hai màu men nha. Cái này men trở vai được luôn, mặt trở vai hoặc là men cổ vuông được luôn nha mấy chị. 135.000, mặt cổ vuông hoặc là men trở vai được luôn, giá 135. Màu kem sữa màu xanh bơ hai màu em nha, kem sữa với xanh bơ hai màu, giá 135.000. Vải đẹp lắm mấy chị ơi, vải rất là mịn, rất đẹp dùm em nha, giá 135. Màu xanh bơ với màu kem sữa hai màu, 135.000. Phần dưới nó có lót cho mình nha mấy chị ơi, phần dưới có lót luôn, phần dưới có lót dùm em nha, giá là 135.000. Kem sữa xanh bơ hai màu, kem sữa xanh bơ hai màu nha. Rồi ngưng đi, rồi em ngưng like nha mấy chị ơi. Bỏ tìm gì vậy?